Chương 31, tỉnh mộng. Lệ Lâm Lâm không ngừng cảm thán ở trong lòng không hổ danh là cô. Trần Nhất Nhiên bước tới, đưa mu bàn tay lên trán Lệ Lâm Lâm để thử nhiệt độ, đã hạ sốt, nhưng tại sao nhìn em vẫn chưa tỉnh táo? Lệ Lâm Lâm. Em còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Trần Nhất Nhiên nhìn cô hỏi. Lệ Lâm Lâm cũng không phải thiếu nữ trong sáng gì, nháy mắt liền nhận ra trong câu nói của anh có ý 18, Cô hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy mặt mình, không thể nào, chẳng lẽ tối hôm qua cô đã đè anh nhất nhiên rồi sao? Sau khi diễn vai Âu Gia Tự, thể lực của cô tăng lên rất nhiều, vì vậy chuyện đẩy được Trần Nhất Nhiên hình như cũng có thể. Cho đến khi cô nhìn thấy lỗ kim tim trên mu bàn tay của mình. Ngày hôm qua vận động có một xíu, vậy mà trên mu bàn tay đã có những vết xanh tím nhạt màu, dùng ngón tay ấn vào thì cảm thấy rất đau. Hộp ký ức trong đầu lệ lâm lâm như được mở khóa, những chuyện liên quan đến tối hôm qua tràn ngập trong tâm trí cô. Sau khi nhớ lại những gì mà bản thân đã làm tối hôm qua, Lệ Lâm Lâm so với vừa rồi càng thêm hoảng sợ, ánh mắt Trần Nhất Nhiên rơi trên người cô, dường như bị chuyện này làm cho đã kích, Lệ Lâm Lâm lập tức chôn mình trong chăn. Trần Nhất Nhiên thấy Lệ Lâm Lâm bây giờ chẳng khác gì đã điểu vùi đầu trong cát, anh vỗ nhẹ đầu cô qua tấm chăn, "Đừng tự làm mình ngạt thở, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng." Lệ Lâm Lâm ở trong chăn lấy lại bình tĩnh một lúc, Chậm rãi nói với anh, anh ra ngoài trước đi. Trần Nhất Nhiên nhỏ giọng nói, tối hôm qua không phải to gan lắm mà, tại sao bây giờ lại biến thành mèo con rồi. Trần Nhất Nhiên sợ Lệ Lâm Lâm sẽ làm bản thân ngạt thở, nên anh đứng dậy đi ra ngoài, cũng không tiếp tục trêu cô. Lệ Lâm Lâm nghe được tiếng đóng cửa mới chậm rãi ló đầu ra ngoài, trong phòng không còn ai khác, hơi thở của Trần Nhất Nhiên đã nhạt đi rất nhiều. Cô thở dài một hơi, chui ra khỏi chăn, sau đó ngồi im quan sát xung quanh căn phòng phòng này chắc hẳn là phòng ngủ chính của Trần Nhất Nhiên, nhưng tối hôm qua cô đã chiếm lấy nó, cũng không biết anh ấy ngủ ở đâu. Khoan đã, đây là phòng của Trần Nhất Nhiên, vậy cũng có nghĩa là giường cô đang ngủ là của Trần Nhất Nhiên, cái chăn cô đắp là của Trần Nhất Nhiên, đến cái gối cô nằm cũng là của Trần Nhất Nhiên. Theo tính chất bắt cầu thì tối hôm qua cô được Trần Nhất Nhiên ôm ngủ cả đêm. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Cô cúng chăn lên người, nhẹ nhàng hít một hơi. Là mùi hương của Trần nhất nhiên. Xấu hổ quá đi. Lệ lâm lâm nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh táp nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh một chút. Sau khi rửa mặt xong, cô thay áo thun nam trên người rồi mặc lại quần áo của mình. Trần nhất nhiên bưng đồ ăn sáng lên bàn, anh đợi một lúc mới thấy lệ lâm lâm mở cửa phòng đi xuống. Anh đặt hai bộ chén đũa lên bàn, nói với cô, mau lại đây ăn sáng, để lâu sẽ nguội. Dạ. Lệ lâm lâm tăng tốc đi tới, cô ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên mở nắp chiếc nồi nhỏ ở giữa bàn ăn, bên trong là món cháo sữa bò anh vừa nấu sáng nay. Nồi cháo bốc khói nghi ngút, mùi sữa nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, lệ lâm lâm thèm chảy nước miếng, cô nhìn chầm chầm nồi cháo, anh Nhất Nhiên, anh nấu cháo sữa bò. Ừ, có người nào đó đòi anh nấu. Nhưng chỉ ăn cháo sữa bò thì quá đơn điệu, nên Trần Nhất Nhiên còn chuẩn bị thêm một vài món ăn kèm, em ăn đi nói xong anh còn hỏi một câu đầy hàm ý hôm nay chắc không cần anh đúc em phải không lệ lâm lâm đi theo chủ nghĩa im lặng là vàng cô cầm chén lên múc một ít cháo vào chén trần nhất nhiên đợi cô đặt muỗng xuống mới tự tay múc cháo cho mình hai người không nói với nhau lời nào mà chỉ chú tâm vào ăn sáng trần nhất nhiên đột nhiên hỏi cô cái tên trần thiện em học ở vậy khụ khụ lệ lâm lâm bị tấn công bất ngờ nên sặc cháo trong miệng cô bỗng nhiên nhớ lại tối ngày hôm qua, mình đã kêu ngạo gọi anh là Trần Thiện. Ách, em nghe cô chân gọi anh là Trần Thiện nên biết. Hi Hi nói cho em. Vâng. Lệ lâm lâm cầm chén lên, lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh, cậu ấy nói đây là tên thân mật của anh. Ừ, trước đây mẹ anh luôn gọi anh như vậy. Nhưng sau khi mẹ anh qua đời, chỉ có cậu và mợ gọi anh là Trần Thiện. Nhắc đến mẹ của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm cảm thấy đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm. Lần trước bọn họ vô tình nhắc đến lệ lệ, điều đó đã khiến khóc ngay tại công viên, huống chi anh nhất nhiên không có mẹ bên cạnh. Cô sợ tâm trạng của Trần nhất nhiên không tốt, nên chủ động chuyển đề tài. Đúng rồi, anh nhất nhiên, em có thấy bộ siêu tập đồ chơi lắp ráp của anh ở trong tủ kính, không ngờ anh cũng thích mấy thứ này nữa nha. Trước đó cô đã nghe ngóng tin tức từ trợ lý ngô, nhưng không nghe được Trần Nhất Nhiên ngoài sở thích mua nhà thì còn sở thích nào khác, thật không ngờ lần này đánh bậy đánh bạ, lại thu hoạch được nhiều như vậy. Trần Nhất Nhiên đáp, nó chưa đủ một series, còn thiếu một cái. Ra là vậy, cái còn lại không dễ mua sao? Ừ, series này đã ngưng sản xuất và phát hành cách đây khá lâu, anh mua lại chúng từ những người khác trong nhiều năm qua. Hóa ra là vậy. Lệ lâm lâm khẽ gật đầu, vậy muốn siêu tập đủ bộ cũng hơi khó. Em có quen một cậu nhóc, em ấy cũng chơi món đồ chơi này. Em ấy có vẻ hiểu rất rõ về nó, hay để em nhờ em ấy hỏi giúp anh. Trần Nhất Nhiên mỉm cười, anh dùng tiền còn tìm không được, liệu một cậu nhóc có thể tìm được không? Lệ Lâm Lâm nói, anh đừng coi thường học sinh tiểu học, bọn trẻ bây giờ ranh ma lắm. Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa chớp mắt nhìn Trần Nhất Nhiên, không phải lúc anh học tiểu học cũng như vậy à? Trần Nhất Nhiên từ chối cho ý kiến, anh ăn một muỗng cháo, hỏi Lệ Lâm Lâm, học sinh tiểu học mà em nhắc đến, có phải là cậu nhóc hàng xóm mà anh gặp ở Ngân Loan? Đúng vậy. Lệ lâm lâm cũng ăn một muỗng cháo, nhưng em vẫn hơi bất ngờ, không nghĩ tới anh nhất nhiên cũng thích đồ chơi lắp ráp. Đôi mắt trần nhất nhiên khẽ động, anh trầm mặt một lúc rồi nói với cô, bộ đầu tiên trong series, chính là món quà mà mẹ anh tặng cho anh vào ngày sinh nhật anh 2 tuổi. Lệ lâm lâm. Tại sao lại vòng về chủ đề này rồi? Cô bất lực nhìn Trần Nhất Nhiên, tại sao hôm nay cô lại nhảy disco trên khu có mình vậy hả? Nhưng Trần Nhất Nhiên hình như không ngại đề cập đến chuyện ngày xưa với cô, anh tiếp tục nói, mẹ anh thường nói với anh, đợi mỗi khi Tết đến hay khi anh biểu hiện tốt, thì mẹ sẽ mua cho anh một món đồ chơi nằm trong series như là phần thưởng. Nhưng tiếc rằng, bà ấy chẳng có cơ hội để đưa anh món thứ hai. Món đồ chơi này anh luôn giữ bên người, đợi đến khi anh trưởng thành, anh sẽ tự mình siêu tầm hết tất cả, nhưng lúc đó anh lại phát hiện, series này đã ngưng sản xuất. Có lẽ cuộc đời luôn có những điều tiếc nuối như vậy. Khi đó, Trần Nhất Nhiên sống với Trần Túy, anh không cho phép bản thân nhờ cậu sưu tập giúp mình món đồ chơi đã ngưng sản xuất. Đây thật sự là một yêu cầu ngớ ngẩn. Khi còn nhỏ, Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ nhắc đến món đồ chơi này với bất kỳ ai. Mãi đến khi anh trưởng thành, có đủ khả năng tài chính, anh mới bắt đầu tìm đủ mọi cách để sưu tập trọn bộ. Trần Nhất Nhiên đã làm chuyện này nhiều năm, nhưng vì là đồ chơi của 10 năm trước, nên việc tìm kiếm thật sự khó khăn, nhưng xem ra anh sẽ kết thúc sự khó khăn này sớm thôi. Sau khi Trần Nhất Nhiên nói ra những lời này, tâm trạng của anh cũng không thay đổi quá nhiều, dù sao thì anh cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình từ lâu, nhưng lệ lâm lâm thì khác, cô nghe anh nói đến nỗi đỏ hoe cả mắt. Anh nhất nhiên thật đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy, mà phải chịu đựng những áp lực đáng ra không nên có. Thôi, đừng ngẩn người nữa, cháu cũng sắp lạnh rồi. Vâng. Lệ lâm lâm lên tiếng, tiếp tục ăn cháo trong chén của mình, cô đã quyết định, cô nhất định phải giúp anh nhất nhiên siêu tầm đủ trọn bộ đồ chơi lắp ráp này ăn sáng xong trần nhất nhiên phải đến công ty hôm nay vì chăm sóc cho lệ lâm lâm mà anh đã đi làm muộn hơn so với ngày thường rất nhiều dù gì cũng đã muộn vậy thì trễ thêm một chút cũng không sao em muốn về đâu anh đưa em về đó trước trần nhất nhiên ngồi ở ghế lái vừa thắt dây an toàn vừa hỏi lệ lâm lâm lệ lâm lâm cũng thắt dây an toàn cô suy nghĩ một chút rồi trả lời anh anh chở em về nhà đi em cần lấy một vài thứ ừ trần nhất nhiên lên tiếng lái xe đi về hướng công viên lệ trạch lệ lâm lâm nghiêng đầu nhìn anh anh nhất nhiên hôm nay anh không cần đi làm sao trần nhất nhiên đáp dù sao cũng đã muộn nên đợi đến giờ trưa rồi anh đi lệ lâm lâm âm thầm tự trách bản thân xin lỗi anh nhất nhiên đều do em làm chậm trễ công việc của anh tình yêu mà trần nhất nhiên dành cho công việc vô cùng lớn nên làm chậm trễ công việc của anh thì chẳng khác nào làm chậm trễ việc anh cùng vợ mình ân ái trần nhất nhiên trả lời là anh có lỗi với em anh đang tự nghĩ không biết có phải là do anh dẫn em đi dạo trên núi nên em mới bị cảm lạnh hay không chắc chắn không phải lệ lâm lâm vội vàng phủ nhận không liên quan đến anh tất cả là do tổ chương trình không cho bọn em ăn cơm nói đến đây chân mày của trần nhất nhiên cũng hơi nhíu lại tổ chương trình muốn kịp tiến độ anh có thể hiểu được nhưng cũng không thể vì lý do này mà không cho khách mời ăn cơm nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì ai là người chịu trách nhiệm không có gì quan trọng bằng sức khỏe anh sẽ kêu quản lý phan nói lại với tổ chương trình không cho khách mời ăn cơm là chuyện không thể lệ lâm lâm nghe anh nói như vậy không nhận được bật cười thì ra anh nhất nhiên cũng biết sức khỏe là quan trang nhất vậy tại sao anh luôn làm việc mà không chịu ăn cơm trợ lý ngô lại nói với em trần nhất nhiên hỏi cậu ta có biết việc tiết lộ thông tin của sếp là vi phạm nội quy làm việc không ấy cũng không đến nỗi đâu nhỉ Lệ lâm lâm phàn nàn, nếu anh ăn cơm đúng giờ, thì đâu có chuyện để anh ấy nói. Trần Nhất Nhiên công nhẹ khóe môi, nhìn cô nói, thể chất giữa người với người không giống nhau, nếu anh không ăn một bữa, thì cũng sẽ không ngất xỉu giống như người nào đó. Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Lệ lâm lâm vừa nói vừa cho anh xem cơ bắp của mình, em tập quyền anh rất lâu rồi nhá, huấn luyện viên cũng khen em đánh tốt nữa đó. Vậy sao? Tất nhiên, anh có muốn xem cơ bụng của em để mở mang kiến thức không? Không, cảm ơn. Trần Nhất Nhiên dừng xe trước biệt thự nhà họ Lệ, anh tháo dây an toàn và mở cửa xe, sau đó đi theo Lệ Lâm Lâm vào nhà, anh đưa em vào. Vâng, hay là anh ở lại ăn cơm trưa đi? Không được, lát nữa anh phải quay về công ty. Hai người đi tới trước cửa, Lệ Lâm Lâm vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị người bên trong mở ra. Nhìn thấy người bên trong là Dư Vãng, Lệ lâm lâm lập tức ngẩn người. Bảo bối, ba mẹ về rồi đây. Chương 32, gặp phụ huynh. Lệ thâm và dư vãn đột ngột trở về khiến lệ lâm lâm vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, Trần Nhất Nhiên cũng không ngoại lệ. Dư vãn nói xong lời này với lệ lâm lâm, mới để ý thấy Trần Nhất Nhiên đang đứng bên cạnh cô. Bà ấy có hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, là Trần Nhất Nhiên sao, cô sắp không nhận ra cháu rồi. Lệ Lâm Lâm ở bên cạnh nói, "Đúng vậy, con gái của mẹ mà mẹ cũng sắp quên, huống chi là anh nhất nhiên." Trần Nhất Nhiên chủ động chào hỏi Dư Vãn, "Cháu chào cô Dư." "Chào cháu, hai đứa vào nhà trước đi." Dư Vãn kêu Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên vào nhà, ba mẹ đã mua rất nhiều quà, vừa hay Trần Nhất Nhiên cũng ở đây, cháu cũng chọn một món đi nhé." Lệ Lâm Lâm vừa bước chân vào phòng khách liền bị sốc, mẹ cô nói mua nhiều quà thật sự không khoa trương chút nào trên ghế sofa và thảm lông trong phòng khách đều chất đầy quà, cứ như sắp đón Giáng sinh. Lệ thâm đang ngồi giữa đống quà, phân loại từng cái một. Nghe tiếng bọn họ đi vào, lệ thâm quay đầu nhìn qua, khi nhìn thấy lệ lâm lâm, ánh mắt ông ấy lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó, ánh sáng trong mắt liền bị dập tắt khi nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đi bên cạnh lệ lâm lâm. Cháu chào chú lệ, làm phiền gia đình mình rồi. Trần Nhất Nhiên lên tiếng trước. Lệ thâm chỉ nhìn anh một cái, sau đó hỏi Lệ Lâm Lâm bên cạnh, Lâm Lâm, sao con với Trần Nhất Nhiên cùng nhau trở về? Lệ Lâm Lâm, bởi vì tối hôm qua con ở nhà anh nhất. Cô còn chưa kịp nói hết, Lệ Thâm đang ngồi dưới sàn bỗng nhảy dựng lên, tối hôm qua con ở nhà Trần Nhất Nhiên. Tại sao lại ở cùng nó? Còn với nó đã làm những gì rồi hả? Dư vãn bên này cũng nghiêng lặng đứng nhìn. Bầu không khí trong phòng khách thay đổi một cách vi diệu, Trần Nhất Nhiên dường như sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng nói, Ngày hôm qua Lâm Lâm ở trên núi ghi hình cho chương trình giải trí, sau đó bị sốt nhẹ, cháu lo em ấy không có ai chăm sóc nên đưa em ấy về nhà cháu. Dư Vãn nghe anh nói Lệ Lâm Lâm bị sốt, liền đưa tay sờ trán cô, "Lâm Lâm, con bị sốt sao? Bây giờ thế nào?" "Không sao ạ, à, con đã hạ sốt, tất cả là nhờ anh Nhất Nhiên chăm sóc con." Lệ Thâm cũng đi lại sờ trán cô, thấy cô không còn sốt mới nhìn về phía Trần Nhất Nhiên, "Tuy tôi và Dư Vãn không có ở nhà, nhưng vẫn còn quản gia và người giúp việc làm sao lại không có người chăm sóc cho lâm lâm dư vãn nhìn trần trần nhất nhiên một chút nói với lệ thâm lâm lâm bị bệnh nhất nhiên chắc chắn cũng rất lo lắng vì vậy mới đưa con bé về nhà nó đúng thế bà tức giận như vậy làm gì chứ lệ lâm lâm trừng mắt nhìn lệ thâm ba dựa vào đâu mà tức giận với anh nhất nhiên ba mẹ đều không dành thời gian quan tâm con còn không biết xấu hổ mà nói người khác lệ thâm con gái bảo bối của ông ấy, bây giờ vì một thằng con trai mà tức giận với ông ấy. Trần Nhất Nhiên quả nhiên không phải là thứ gì tốt. Bà không được trừng mắt với anh Nhất Nhiên. Lệ Lâm Lâm bước lên phía trước che cho Trần Nhất Nhiên, chống nạnh nhìn Lệ Thâm, anh Nhất Nhiên chăm sóc con rất tốt, anh ấy còn nấu cháo sữa bò cho con. Mùi vị giống y như mẹ. Lệ Thâm. Khá lắm, kỹ năng nấu cháo sữa bò cũng nắm chắc rồi đúng không? Chuyện này. Trần Nhất Nhiên cảm thấy mình đến đây không đúng lúc lắm, nên tìm cớ rời khỏi trước. Nào ngờ vừa nói được hai chữ, Dư Vãn liền bật cười khanh khách, "Chăm sóc người bệnh cũng vất vả lắm, tối hôm qua có phải cháu ngủ không được ngon không? Hôm nay cháu ở lại ăn trưa với gia đình cô đi, tụi nhỏ trong thời gian này cũng làm phiền cháu nhiều rồi." "Không phiền, hi hi vốn dĩ là em gái của cháu, Lâm Lâm và em ấy cùng nhau lớn lên nên." Trần Nhất Nhiên đang định nói Lâm Lâm cũng không khác gì em gái mình nhưng không hiểu tại sao, anh chợt nhớ đến lời tỏ tình lần trước của cô, nhanh chóng sửa lời, chăm sóc em ấy là chuyện nên làm. Dư vãn cười nói, vậy cháu với Lâm Lâm ngồi đây chơi đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm. Được cả, được cả. Lệ Lâm Lâm nghiêng đầu cười với Trần Nhất Nhiên, anh Nhất Nhiên ở lại ăn cơm với gia đình em nha, anh mà về công ty nhất định sẽ lười ăn cho coi. Không được như vậy, phải nhớ ăn cơm. Dư vãn vỗ nhẹ cánh tay Trần Nhất Nhiên, Bảo anh ngồi xuống ghế sofa, vợ chồng cô vừa mới quay về nên trong nhà có chút lộn xộn, đều do A Thâm mua quá nhiều quà. Không sao ạ. À. Cho dù Trần nhất nhiên chỉ ngồi một chỗ nhỏ trên ghế sofa, thì cũng rất giống khi anh ngồi tại phòng tổng giám đốc, khí chất vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào. Dư vãn kéo Lệ Thâm ra khỏi phòng khách, Lệ Lâm Lâm nằm trên thảm lông lựa quà, cô cũng chọn một món cho Trần nhất nhiên, anh nhất nhiên, anh thích nước hoa này không? Những thứ này không được gói trong hộp quà nên chỉ cần nhìn sơ là có thể biết bên trong là gì. Có lẽ khi Lệ Thâm mua quà, ông ấy luôn nghĩ mua cho Lệ Lâm Lâm và hai người chị em của cô, cho nên đa số đều thích hợp với con gái, Lệ Lâm Lâm vất vả lắm mới tìm được một chai nước hoa dành cho Nam. Trần Nhất Nhiên đương nhiên sẽ không từ chối, anh cầm lấy chai nước hoa, cảm ơn em. Không có chi. Lệ Lâm Lâm mỉm cười nhìn anh, cô phát hiện bên cạnh chai nước hoa Nam còn có một chai nước hoa dành cho nữ, hai chai này là cùng một cặp, vì thế cô đã âm thầm nhét chai nước hoa nữ vào trong túi sách của mình. Cái này cho Hi Hi, còn cái này cho Ngô Tuệ. Lệ lâm lâm lựa quà một hồi, cuối cùng cũng chọn xong. Trần Nhất Nhiên có điện thoại, là trợ lý Ngô gọi tới, anh nói vài câu về công việc, sau đó nói rằng mình sẽ quay về công ty vào buổi chiều. Trợ lý Ngô hết sức ngạc nhiên, từ khi làm trợ lý cho Trần Nhất Nhiên, anh ta chưa từng nhìn thấy anh nghỉ một giây nào. Vậy mà lần này lại vô duyên vô cớ chủ động nghỉ nửa ngày nhìn sao cũng thấy có liên quan đến lệ lâm lâm bọn họ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi tổng giám đốc trần thật sự đã không 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 tổng giám đốc trần không phải là người như vậy rất nhanh đã đến giờ cơm lệ thăm và dư vãn từ trên lầu đi xuống mấy người ở phòng khách trò chuyện vài câu quản gia liền nói có thể ăn cơm trần nhất nhiên chưa bao giờ đến nhà lệ lâm lâm một mình trước đây vào các dịp lễ trần hy đều lôi kéo anh cùng nhau đến đây bây giờ không có trần hy bầu không khí đột nhiên có chút kỳ quái. Trần Nhất Nhiên luôn có một cảm giác là anh đang ra mắt ba mẹ của bạn gái mình. Mà ba của bạn gái lại không hài lòng với người bạn trai này cho lắm. Trần Nhất Nhiên không tiếp xúc nhiều với Lệ Thâm. Mặc dù Lệ Thâm là một siêu sao quốc tế, nhưng người không có sở thích theo đuổi idol như anh thật sự rất ít khi chú ý tới. Hơn nữa anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sau khi về nước thì luôn bận rộn công việc, hầu như không có thời gian liên lạc với Lệ Thâm. Cho nên, đáng lẽ anh không có chỗ nào đắc tội với ông ấy mới đúng. Trần Nhất Nhiên không biết sự thù địch của Lệ Thâm dành cho anh đến từ đâu, anh nhớ lúc còn nhỏ khi anh đến nhà họ Lệ, ông ấy hoàn toàn không có thái độ này với anh. Nhất Nhiên Dư Vãn bỗng nhiên kêu anh một tiếng, cô nghe mợ cháu nói, sau khi cháu trở về nước thì luôn bận rộn, hoàn toàn không có thời gian tìm bạn gái. Trần Nhất Nhiên Điều đáng sợ nhất là bỗng nhiên được trưởng bối quan tâm hiện tại công ty có rất nhiều việc cần xử lý nên cháu tạm thời không nghĩ đến chuyện này trần nhất nhiên trả lời một cách quy củ cháu vẫn nên suy nghĩ một chút về chuyện này dư vãn nói cháu thích mẫu người con gái như thế nào nói cô nghe đi cô có thể tìm giúp cháu lệ lâm lâm ngồi ở bên cạnh âm thầm dựng lỗ tai trần nhất nhiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào anh biết dư vãn là một nhà thiết kế hôn lễ nổi tiếng nhưng anh lại không nghĩ tới nhà thiết kế hôn lễ bây giờ đã bắt đầu kim thêm dịch vụ mai mối. Cái này cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, có lẽ duyên phận. À, duyên phận. Dư vãn gật đầu, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Lệ lâm lâm thầm nghĩ trong lòng, cô cảm thấy mình có rất nhiều duyên phận với anh Nhất Nhiên. Sau khi ăn xong, Trần Nhất Nhiên rời khỏi nhà họ Lệ, anh còn cầm theo chai nước hoa mà cô đưa. Lệ lâm lâm vốn định đi tắm rồi thay quần áo, kết quả lại bị Lệ Thâm gọi ngược trở về. Bà có chuyện gì sao? Tối hôm qua Lệ Lâm Lâm không có tắm, cả người lại đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy rất khó chịu. Lệ Thâm nghiêm túc hỏi cô, tối hôm qua con và Trần Nhất Nhiên ngủ như thế nào? Lệ Lâm Lâm đáp, con ngủ trong phòng anh ấy. Cái gì? Lệ Thâm lại một lần nữa chặn ngang câu nói của cô, nét mặt kinh hãi, vãng vãng, em nghe thấy gì chưa? Lâm Lâm ngủ trong phòng của Trần Nhất Nhiên nhưng anh nhất nhiên ngủ ở phòng khác. Lệ lâm lâm nói, ba à, con cảm thấy suy nghĩ của ba quá phức tạp. Không, chỉ là ba quá hiểu rõ đàn ông mà thôi. Lâm lâm, con lên tắm trước đi. Dư vãn phải tay ra hiệu với lệ lâm lâm, lệ lâm lâm như nhận được đặc xá, cô chạy như bay về phòng. Lệ lâm lâm vọt vào phòng tắm, sau khi sấy tóc xong thì ngồi trên ghế xích đu bên ngoài ban công, cô gửi tin nhắn cho Trần Hy và Ngô Tuệ. Lâm lâm, ba mẹ mình đã về, còn mua rất nhiều quà, ngày mai mình sẽ mang cho các cậu. Ngô Tuệ Ngô Tuệ, có ảnh chữ ký của chú Lệ Thâm không? Lâm Lâm Hi hi, Lâm Lâm, cậu khỏe chưa? Lâm Lâm, đã hết sốt. Tối nay mình ngủ ở nhà, mình đã bỏ quà vào hộp cho các cậu xong rồi á. Lâm Lâm, đúng rồi, hi hi. Có phải ngày hôm qua cậu kêu anh nhất nhiên tẩy trang cho mình đúng không? Sao cậu lại kêu anh ấy tẩy trang cho mình hả? Hi hi, không sao đâu, cậu trước và sau khi tẩy trang cũng không khác lắm. Lâm Lâm, ca. Trần Hi Vốn Dĩ còn muốn nhiều chuyện thêm một chút, hỏi cô tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn quyết định để Lệ Lâm Lâm tự mình đứng trước mặt các cô nói rõ. Như vậy sẽ càng thêm kích thích. Sau khi Lệ Lâm Lâm rời khỏi nhóm chat, cô lướt đến avatar của Lục Vũ Hiên. Cô suy nghĩ một chút, sau đó bấm vào và gửi cho cậu nhóc một bức ảnh bức ảnh cô gửi là ảnh chụp đồ chơi lắp ráp nằm trong tủ kính của trần nhất nhiên cô không biết nhiều về nó nhưng cô cảm thấy lục vũ hiên nhất định sẽ biết một chút về món đồ chơi này chị lâm lâm lục vũ hiên em biết bộ đồ chơi này không cô không biết lục vũ hiên có mang theo điện thoại khi đến trường không nên chỉ thử gửi một tin nhắn lệ lâm lâm ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy thì thấy lục vũ hiên đã trả lời tin nhắn của mình cái này cũng là đồ chơi của công ty Merlot, nhưng đã lâu lắm rồi, cũng không còn sản xuất nữa. Chị Lâm Lâm, sao chị lại có cái này? Bộ này bây giờ đáng tiền lắm. Chị Lâm Lâm, là của một người bạn, anh ấy luôn muốn siêu tầm đủ một series, nhưng lại thiếu một cái. Lệ Lâm Lâm gửi cho Lục Vũ Hiên nhiều chữ như vậy, nhưng cậu nhóc chị tinh ý bắt đúng hai chữ, anh ấy. Anh ấy? Chẳng lẽ là bạn trai của chị Lâm Lâm? vậy có phải anh trai của cậu nhóc đã hết hy vọng rồi không lục vũ hiên nhớ lại chẳng lẽ là chú trần người đưa chị lâm lâm về nhà tối hôm đó lục vũ hiên em thấy cái này không dễ tìm đâu chị lâm lâm chị với người bạn kia của chị quan hệ có tốt không nếu quan hệ của hai người tốt thì em sẽ giúp chị hỏi bạn của em chị lâm lâm ách là anh của hi hi quả nhiên là chú trần chú ấy là anh trai của chị hi hi lại không cùng huyết thống với chị Lâm Lâm, vậy chị Lâm Lâm có phải sẽ thích chú ấy không? Cậu học sinh tiểu học Lục Vũ Hiên đã vô cùng đau lòng vì chuyện tình cảm của anh trai mình. Chương 33, bình tĩnh. Lệ Lâm Lâm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau cô kéo một vali lớn đến Ngân Loan. Ngô Tuệ ngồi trên ghế sofa, vừa mở quà của mình vừa nói với Lệ Lâm Lâm, sắp tới Bang Ni sẽ bắt đầu quảng bá, nói muốn chúng ta hợp tác quảng bá với họ. Lệ Lâm Lâm ra vẻ sao cũng được gật đầu, Bang Ni là một thương hiệu son môi quốc tế nổi tiếng, mặc dù lần này cô chỉ làm đại ngôn cho dòng son make up, nhưng để được làm đại ngôn cho Bang Ni thì người đó không là ảnh đế cũng là ảnh hậu, nên Lệ Lâm Lâm luôn cảm thấy Bang Ni tìm đến cô là do ánh sáng hào quang của ba cô. Có lẽ sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc gặp gỡ với Phan hâm mộ, đợi khi nào thời gian được xác định, mình sẽ nói lại với cậu. Sao công việc lại tăng thêm vậy? Cô chỉ muốn an phận làm cá mạng thôi mà. Tuy nhiên, Lệ Lâm Lâm lại là một người không có cách nào làm được cá mặn. Sau môi Bani còn chưa quảng bá, thì rung động trí mạng đã phát sóng đến tập cuối cùng. Sau khi thấy danh tiếng có nguy cơ bị ảnh hưởng, Hoàng Vũ muốn thay đổi kịch bản một lần nữa, nhưng lịch trình của các diễn viên chính không sắp xếp được, không có thời gian để thực hiện lại những cảnh quay cuối, vì thế chỉ có thể biên tập lại một lần nữa, dựa vào tư liệu gốc để chỉnh sửa. Nhưng làm như vậy cũng không cứu được danh tiếng đang trên đà tụt dốc, sau khi tập cuối phát sóng, khán giả vô cùng bức xúc chỉ trích ba tập cuối nội dung lộn xộn, hoàn toàn không hay bằng tập trước. Vì thế không thể tránh khỏi việc lên vài hót sớt đen, khán giả bắt đầu nhắm vào Lâm Chân và Trịnh Dương, nghi ngờ bọn họ sửa loạn kịch bản. Lời nói này vừa xuất hiện, Lâm Chân đã vội vàng lên Weibo đăng bài thanh minh, cô ta đùng đẩy vấn đề lên đầu biên kịch Vương Tâm, còn nam chính Trịnh Dương thì lặng lẽ nhấn thích bài đăng này. Đen, xấu, không tốt. Từ sau khi danh tiếng bị ảnh hưởng, Weibo của Vương Tâm vẫn trong trạng thái giả chết, nhưng bây giờ đột nhiên đăng liên tục mấy bài lên Weibo, ném lại vấn đề lên đầu Lâm Chân và Trịnh Dương, cô ta thẳng thừng nói rằng, trong đoàn phim ngoại trừ lệ Lâm Lâm thì ai cũng mang theo biên kịch, ở phim trường lúc nào cũng đòi đổi kịch bản, làm như vậy kịch bản không tệ mới là lạ. Trước đó Vương Tâm nhất định không lên tiếng, đều là ý đồ của đoàn phim và Hoàng Vũ. Thứ nhất, bọn họ không nghĩ đoàn phim sẽ phát sinh thêm sự cố, thứ hai, tất cả bọn họ đều ở trong cái vòng luẩn quẩn đầy giả tạo này thì chuyện vạch mặt nhau cũng không phải chuyện gì tốt. Vương Tâm im lặng lâu như vậy, tất cả cũng vì lợi ích mà cân nhắc, nhưng cô ta không ngờ Lâm Chân và Trịnh Dương lại ụt chuyện này lên đầu mình nhanh đến như vậy, hay bọn họ nghĩ cô ta là một biên kịch dễ bị ức hiếp. Nếu đổi thành người không có tên tuổi, khi bị bắt nạt cũng sẽ không lên tiếng, nhưng Vương Tâm dù sao cũng là một biên kịch lớn có tiếng. Bọn họ đã hát nước bẩn lên đầu cô ta, thì cô ta cũng không muốn làm người nữa, trút hết cơn giận tích tụ đã lâu ra ngoài đưa biên kịch vào đoàn phim là lời nói lúc đầu của Lâm Chân trên Weibo, nên khi Vương Tâm nói rằng ai cũng để biên kịch của mình sửa lại kịch bản, thì không mọi ai nghi ngờ. Một số cư dân mạng đã đào lại video phỏng vấn lúc bộ phim đóng máy, những lời đạo diễn nói lúc đó đặc biệt có ý nghĩa sâu xa. Ông ấy nói lệ Lâm Lâm không đưa biên kịch đến đoàn phim, cũng không gây sự vô cớ, vì thế mọi người càng thêm tin tưởng vào lời nói của Vương Tâm. Mọi chuyện tiếp tục được đẩy lên cao. Khi Vương Tâm nói rằng đất diễn của Lệ Lâm Lâm đã bị xóa vì thay đổi kịch bản, cảm tình của người qua đường đối với Lệ Lâm Lâm luôn rất tốt. Cộng thêm sự nổi tiếng gần đây của Âu Gia Tự, quay bộ của Vương Tâm đã trực tiếp châm ngòi ngọn lửa. Không chỉ người hâm mộ của Lệ Lâm Lâm, mà còn rất nhiều người yêu thích bộ phim cũng không nhịn được mà bắt đầu lên tiếng bảo vệ kẻ yếu là Lệ Lâm Lâm. Chỉ sau một đêm, Lệ Lâm Lâm lên liên tiếp ba hóc sớt, cả người cô như bị hóa đá. Cô phối hợp xóa đất diễn là vì cô nghĩ nếu mình lên hình ít một chút thì độ hot sẽ giảm. Nhưng tại sao bây giờ lại lên tận ba hot search? Lâm Lâm, chiêu này của cậu thật sự rất tuyệt vời nha. Ngô Tuệ vừa xem tình hình trên Weibo, vừa khen ngợi lệ Lâm Lâm, lượng fan củng cố đang rất ổn định. Phan củng cố, từ thông dụng trên Internet Trung. Nó đề cập đến hành vi của những người nổi tiếng trong làng giải trí, họ sử dụng nhiều cách và phương pháp khác nhau để ổn định lượng fan hâm mộ của họ và ngăn chặn fan hâm mộ rời khỏi fandom, nhưng không phải người nổi tiếng nào cũng nhằm mục đích củng cố fan hâm mộ. Nguồn, Baidu Lệ Lâm Lâm Không ngờ cậu còn biết cách này. Đến cô còn không ngờ nữa mà. Sau khi Vương Tâm nói ra sự thật, thì Lâm Chân và Trịnh Dương cũng không có động tĩnh gì. Ngược lại, Bani đột nhiên thông báo sẽ quảng bá trước thời hạn một ngày, có thể nói là đẻo vô cùng bằng ni chính thức thông báo rằng lệ lâm lâm sẽ là đại ngôn cho dòng sông mới bọn họ còn thừa dịp tung ra một đoạn video quảng cáo chủ đề của dòng sông lần này là làm hài lòng bản thân phụ nữ trang điểm và ăn diện xinh đẹp không phải để làm hài lòng người khác mà là để hài lòng chính bản thân mình thông thường những loại chủ đề nói về nữ quyền như thế này thương hiệu sẽ kiếm một nữ minh tinh độc lập và trưởng thành để làm đại ngôn lần này chọn lệ lâm lâm chính là một chuyện mạo hiểm mà bọn họ muốn thử Hình tượng của Lệ Lâm Lâm từ trước đến nay vẫn là cô gái xinh đẹp ngọt ngào, nhưng cô lại bất ngờ nhận vai Âu Gia Tự, sau đó còn thành công rực rỡ. Hành động phá bỏ lớp vỏ này chính là yếu tố để thương hiệu sử dụng cô. Bởi vì, người phụ nữ cũng cần phải phá bỏ những lớp vỏ mà xã hội gắn lên người họ. Trong đoạn quảng cáo, Lệ Lâm Lâm đã thay đổi một vài phong cách, trong đó có phong cách kẹo ngọt thường thấy của cô, cũng có phong cách gần giống với Âu Gia Tự, nhưng lại có phần trưởng thành hơn. Có phong cách bát gơ hoang dã cộng thêm một chút sexy để khoe đường công nữ tính. Ngoài việc thể hiện nét đẹp của người phụ nữ không chỉ dựa vào định nghĩa, mà nó còn thể hiện được chủ đề làm hài lòng bản thân. Video quảng cáo được quay với chất lượng cao, Lệ Lâm Lâm làm chủ mọi phong cách, bộc lộ được hết vẻ đẹp ra ngoài ống kính. Chủ đề nữ quyền lần này có tính thời sự, cộng thêm tiêu đề Lệ Lâm Lâm bị xóa cảnh diễn, nên video rất nhanh đạt đến con số một triệu lượt xem. Lệ Lâm Lâm cũng chia sẻ video lên trang Weibo của mình, Cô không biết phải trả lời như thế nào về chuyện xóa cảnh diễn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể dùng video quảng cáo để dời sự chú ý của mọi người. Phan hâm mộ và những người yêu thích bộ phim vẫn đang chìm đắm trong sự đau khổ vì cảnh diễn của Âu Gia Tự bị xóa, vì cảnh đã xóa nên bọn họ không thể thay đổi được gì, nhưng Lệ Lâm Lâm làm đại ngôn, bọn họ có thể mua được. Dưới bài đăng của Lệ Lâm Lâm và Băng Ni, tràn ngập những bình luận của Phan hâm mộ, tất cả đều nói muốn mua sạch toàn bộ, từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Lệ Lâm Lâm cũng hề biết mình có năng lực bán hàng mạnh mẽ như vậy. Vốn dĩ cô còn tưởng bọn họ chỉ nhất thời xúc động, nhưng không ngờ đến ngày sau môi chính thức bán ra, doanh thu lại tăng lên không ngừng, khiến thương hiện cười đến không ngậm được miệng. Lâm Lâm, mình cảm thấy lần trước chúng ta tăng thêm tiền là rất đúng. Ngô Tuệ nhìn số lượng tiêu thụ của sau môi, thở dài một hơi, nếu lần trước không tăng thêm tiền, chúng ta nhất định sẽ lỗ to. Ồ! À, Lệ Lâm Lâm như chết lặng nằm trên ghế sofa, từ từ nhắm mắt gặm nhắm nỗi đau gần đây có vài hợp đồng chất lượng cao tìm đến cửa còn thêm kịch bản lần trước mình đưa cho cậu cậu nhớ tranh thủ xem qua một chút đạo diễn người ta cũng đã hối mình rồi ngô tuệ vui vẻ sắp xếp công việc cho lệ lâm lâm cuối tuần sẽ có một buổi gặp fan và ghi hình cho chương trình giải trí đến lúc đó mình sẽ nhắc cậu à nhắc đến chương trình giải trí mới nhớ chờ sau khi nó được phát sóng cậu nhất định sẽ hót hơn nữa không muốn mau dừng cái miệng thối của cậu lại ngay lệ lâm lâm im lặng nhắm mắt vẻ mặt hết sức bình tĩnh lâm lâm điện thoại của cậu reo lâu như vậy sao cậu không bắt máy ngô tuệ đưa điện thoại cho lệ lâm lâm cô mở mắt nhìn qua trên màn hình hiện lên hai chữ đào giả đào giả sao cái tên này nghe quen vậy ta lệ lâm lâm suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra đào giả là ai đây không phải là vị đạo diễn mà lần trước cô đã đầu tư hay sao chẳng lẽ anh ta có tin xấu muốn báo cho cô lệ lâm lâm như người chết đuối vớt được cọc, cô vội vàng nhận điện thoại, xin chào. Chào cô lệ, tôi là đào giả. Giọng nói tràn đầy sức sống của đào giả vang lên ở đầu bên kia điện thoại, hôm nay tôi gọi cho cô là vì muốn thông báo với cô một chuyện, nhờ có cô đầu tư mà bộ phim của chúng tôi mới có thể thuận lợi đóng máy. Hôm nay các cảnh cuối đều đã hoàn thành, tôi sẽ gửi đi kiểm duyệt trước, nếu không xảy ra sai sót, thì không bao lâu nữa bộ phim sẽ chính thức phá sóng. À, lệ lâm lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ta anh có biết nó sẽ được phát sóng trên nền tảng nào không ách à, cái này khi nhắc đến chuyện này đào giả liền ấp úng cô cũng biết rồi đấy bởi vì bộ phim của chúng tôi không có lưu lượng cũng không có ip cho nên các nền tảng không quá coi trọng chúng tôi trái tim yếu đuối của lệ lâm lâm cuối cùng cũng đập trở lại thật sự là một tin tức tuyệt vời anh đừng nản lòng cứ từ từ rồi sẽ được đừng nôn nóng khi nghe cô nói những lời này đào giả vô cùng cảm động cảm ơn cô lệ cô giúp chúng tôi nhiều như vậy tôi đây dù có liều mạng già cũng sẽ đi tìm nền tảng để nói chuyện đừng đừng tính mạng vẫn là trên hết lệ lâm lâm nói anh đừng tạo áp lực cho mình hu hu cô lệ một nhà đầu tư như cô thật sự rất khó tìm ai da chúng ta ai cũng có ước mơ anh đừng nói như vậy ngô tuệ chờ lệ lâm lâm cúp điện thoại mới hỏi cô đào giả là ai có phải là đạo diễn mà lần trước cậu đầu tư không Đúng rồi. Anh ta tìm cậu làm gì? Lệ Lâm Lâm đáp, nói là đã đóng máy, bộ phim đang trong quá trình kiểm duyệt, nhưng phá sóng trên nền tảng nào thì còn chưa biết. "Hả?" Ngô Tuệ nghi ngờ nhìn cô, "Vậy sao cậu lại cười vui vẻ như vậy? Làm mình cứ tưởng có tin gì tốt nữa đấy." Lệ Lâm Lâm chớp mắt, "Đây không phải tin tốt sao?" Đến lúc đó truyền thông sẽ đưa tin Lệ Lâm Lâm có tầm nhìn hạn hẹp, đầu tư thất bại, mất cả chi lẫn chài mới nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hưng phấn rồi. Trong mình vui lắm hả? Lệ lâm lâm nói, làm gì có? Cậu tự soi gương thì biết. Ngô Tuệ biểu môi. Bên này, Trần Nhất Nhiên vừa kết thúc cuộc họp ở công ty, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy trợ lý Ngô đang lo lắng đứng ở cửa. Rất hiếm khi Trần Nhất Nhiên thấy anh ta bất an như vậy, chắc hẳn là đang gặp phải vấn đề khó giải quyết, sao vậy? Tổng giám đốc Trần trợ lý ngô kêu anh một tiếng, còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh vài vòng, sau đó tiến lên một bước nói nhỏ vào tai anh, lệ thâm đang ở đây. Trần nhất nhiên nhớ mày, lệ thâm. Đúng, đúng, chính là lệ thâm. Trợ lý ngô hạ giọng, liều mạng gật đầu, là lệ thâm hay xuất hiện trên tivi và biển quảng cáo. Trần nhất nhiên. Thật không nhìn ra, trợ lý ngô còn biết theo đuổi ngôi sao. Trợ lý ngô. Trần Nhất Nhiên kêu anh ta một tiếng, người cậu nói là ba của Lâm Lâm. Tôi biết. Bản thân trợ lý Ngô cũng rất hoảng loạn, lúc anh ta nhìn thấy lệ Lâm Lâm, anh ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi trực tiếp nhìn lệ thâm ở ngoài đời, thì anh ta không thể bình tĩnh được nữa. Đây là lệ thâm, là siêu sao quốc tế lệ thâm đó. Mẹ anh ta chính là fan của ông ấy. Chú ấy đang ở đâu? Trần Nhất Nhiên không đi theo mạch cảm xúc của trợ lý Ngô, anh hỏi thẳng vào vấn đề. Trợ lý Ngô nói, Tôi đã mời ông ấy đến phòng nghỉ, tổng giám đốc Trần. Nếu ông ấy bị nhận ra thì phải làm sao đây? Trần Nhất Nhiên hỏi ngược lại anh ta, cậu cho rằng cấp dưới của tôi trong giờ làm việc sẽ có thời gian để theo đuổi ngôi sao? Trợ lý ngô. Cái này tất nhiên không có, nếu có đã bị tổng giám đốc Trần cho cuốn gói về quê. Trần Nhất Nhiên chỉnh lại ống tay áo, sau đó bước nhanh về phía phòng nghỉ, chú ấy có nói tìm tôi có việc gì không? Không có những việc như gặp tổng giám đốc trần đều phải được hẹn trước mà hẹn trước còn chưa chắc gặp được nhưng lệ thâm lại trực tiếp đến đây thư ký không dám ngăn cản ông ấy nên báo lại việc này cho anh ta trợ lý ngô cũng không dám ngăn cản dù sao ở trước mặt lệ thâm tổng giám đốc trần cũng phải gọi ông ấy một tiếng chú lệ trần nhất nhiên đẩy cửa phòng nghỉ lệ thâm đang ngồi bên trong xem tạp chí anh bước đến chào hỏi lệ thâm chú lệ sao chú lại tới đây vừa rồi cháu bận họp chú cho cháu xin lỗi không sao lệ thâm mỉm cười nhìn anh nói tôi đến đây cũng không báo trước cho cậu có phiền cậu làm việc không không có trợ lý ngô đứng ở ngoài cửa nghĩ thầm nếu có cũng phải nói không có hóa ra tổng giám đốc trần cũng bị người khác khắc chế trợ lý ngô giúp tôi đặt một phòng tại thiên hạ cư trần nhất nhiên quay đầu phần phó công việc cho trợ lý ngô trợ lý ngô gật đầu đang chuẩn bị làm theo lời dặn của sếp thì bị Lệ Thâm gọi lại, "Không cần phiền như vậy, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu." "Cứ nói ở đây là được." Trần Nhất Nhiên ra hiệu cho trợ lý Ngô ra ngoài, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện Lệ Thâm, "Chú Lệ muốn nói chuyện gì?" "Lệ Thâm, chuyện liên quan đến cậu và Lâm Lâm." Chương 34: Ly hôn. Gần nửa năm qua, tôi và Vãn Vãn đều ở nước ngoài nên không biết nhiều về tình hình trong nước của Lâm Lâm. Vì thế tôi đã đi gặp Ngô Tuệ để hỏi rõ mọi chuyện. Lệ Thâm không nói quanh co mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Ngô Tuệ nói với tôi, Lâm Lâm đã tỏ tình với cậu, còn bị cậu từ chối. Trần Nhất Nhiên. Đúng là siêu sao quốc tế Lệ Thâm, nói chuyện rất thẳng thắn. "Chú Lệ, chuyện này, cậu không cần giải thích với tôi." Lệ Thâm mỉm cười nhìn anh, "Tôi chỉ muốn biết nếu cậu đã coi Lâm Lâm như là em gái của mình, vậy tại sao còn gần gũi với nó như vậy?" cậu cảm thấy nó không phân biệt rõ tình cảm của mình, vậy cậu thì sao? Cậu không biết cậu làm như vậy sẽ khiến nó ảo tưởng thêm mà. Cháu, nếu cậu không có tình cảm với Lâm Lâm, thì mong cậu từ nay hãy giữ khoảng cách với con bé. Lệ thâm nói xong lời này liền đứng dậy, như thể chỉ cần ở đây thêm vài giây nữa, thì nắm đấm của ông ấy sẽ không nhịn được mà chào hỏi khuôn mặt của Trần Nhất Nhiên. Lệ thâm đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ, trợ lý ngô thấy ông ấy đi ra liền chủ động tiễn khách, tâm trạng của lệ thâm hình như không tốt trợ lý ngô không biết ông ấy và tổng giám đốc trần đã nói gì với nhau anh ta không dám hỏi chỉ im lặng đi phía trước dẫn đường trong lúc chờ thang máy điện thoại của lệ thâm reo lên trợ lý ngô nghe ông ấy gọi vãng vãng ừ anh vừa nói chuyện với thằng nhóc ấy xong em yên tâm anh không có đánh người trợ lý ngô tổng giám đốc trần vẫn còn ổn chứ cậu không cần tiễn tôi lệ thâm đi vào thang máy ra hiệu cho trợ lý ngô không cần đi theo trợ lý ngô biết điều dừng bước nói với lệ thâm một câu về cẩn thận sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại hai sau khi tiễn lệ thâm đi khỏi trợ lý ngô mới thở phào nhẹ nhõm siêu sao quốc tế với tổng tài của bọn họ giống nhau thật đấy khí thế quá mạnh còn rất khó hầu hạ nhưng lời vừa rồi là có ý gì nhỉ chẳng lẽ tổng giám đốc trần thật sự đã làm chuyện đó với em gái lâm lâm trợ lý ngô vô cùng tò mò nhưng ham muốn sống sót đã ngăn cản anh ta bác quái về chuyện riêng của ông chủ. Trợ lý ngô quay lại phòng nghỉ đã thấy Trần Nhất Nhiên đang ngồi im một chỗ, sắc mặt rất tệ, giống như gặp phải vấn đề về kinh doanh. Tổng giám đốc Trần. Trợ lý ngô thận trọng gọi anh, lát nữa anh có một cuộc họp. Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, đi thôi. Trợ lý ngô đi sau lưng anh, Trần Nhất Nhiên có điện thoại, là Trần Túy gọi tới. Anh dừng trước cửa phòng học nghe máy cậu tìm cháu có chuyện gì không? Trần Túy hình như đang ở chỗ ghi hình, xung quanh có không ít giọng nói của nhân viên, nhưng ông ấy cũng không đi chỗ khác, vẫn đứng tại chỗ nói chuyện. Bà cháu sắp xếp cho cháu đi coi mắt, anh ấy sợ cháu không đi nên nhờ cậu nói giúp. Trần Nhất Nhiên trầm mặt một lúc, mở miệng nói, có phải chú Lệ đã tìm cậu không? Ý cháu là chuyện cháu từ chối lâm lâm hả? Cậu nghe Lệ thăm nói rồi, ông ấy rất tức giận. Trần Túy nói đến đây, giọng nói có chút treo chọc, Ông ấy đánh cháu rồi à? Không có. Ồ, vậy thì ông ấy tốt tính hơn cậu nhiều đấy. Nếu đổi lại ai làm như vậy với Hi Hi, cậu nhất định sẽ đánh tên đó. Trần Nhất Nhiên. Nhưng chuyện ba cháu để cháu đi coi mắt là thật, cậu cũng nghĩ cháu nên đi thử. Nếu đã từ chối con người ta thì đừng nên dây dưa dài dòng. Trần Túy nói, Lâm Lâm thông minh lại đáng yêu, độ tuổi cũng rất thích hợp để yêu đương, đợi đến khi con bé tìm được bạn trai ưng ý thì rất nhanh thôi cháu sẽ bị người ta vứt bỏ không thương tiếc rồi cháu sẽ thê thảm vô cùng đã lớn tuổi lại còn độc thân đã không ôn nhu lại còn không lãng mạn con đường phía trước thật đáng lo ngại trần nhất nhiên được rồi cứ như vậy đi cậu phải làm việc trần túy vừa dứt lời liền vô tâm cúp máy trợ lý ngô ở bên cạnh cẩn thận quan sát trần nhất nhiên thấy sắc mặt của anh thay đổi mấy lần trong lòng không khỏi lo lắng tổng giám đốc trần anh không sao chứ chẳng lẽ mới giây trước bị thiên vương lệ thăm mắng cho một trận giây sau liền bị cậu ruột chém thêm một đau không có gì trần nhất nhiên cất điện thoại bước vào phòng họp họp thôi vâng trợ lý ngô đi theo trần nhất nhiên vào phòng trong lòng không ngừng thương xót cho ông chủ tổng giám đốc trần của bọ họ thật tội nghiệp cuộc họp gần kết thúc thư ký đã đặt cơm trưa tại thiên hạ cư để mọi người sau khi họp xong liền có thể ăn cơm nhưng Trần Nhất Nhiên hình như không có tâm trạng ăn cơm, trợ lý ngô hôm nay cũng không dám lấy lệ lâm lâm ra làm lý do ép anh. Phó án tư ăn cơm tại văn phòng của Trần Nhất Nhiên, anh ta một bên ăn cơm, một bên âm thầm hóng chuyện với trợ lý ngô, tiểu ngô, hôm nay tổng giám đốc Trần bị làm sao vậy? Lúc nãy nghe báo cáo công việc, cậu ta đã phân tâm hai lần, trước giờ có thấy cậu ta như vậy đâu. Trợ lý ngô nhìn Trần Nhất Nhiên đang ngồi ở bàn làm việc, nói thầm với phó án tư, hôm nay lệ thâm đến tìm anh ấy, có vẻ không phải chuyện tốt. Phó án Tư mở to đôi mắt, trong đầu không ngừng nhảy ra các tình tiết máu chó, chẳng lẽ tổng giám đốc Trần đã ra tay với em gái Lâm Lâm. Tại sao Lệ Thâm không đánh gãy chân cậu ta vậy chứ? Trợ lý Ngô. Giám đốc Phó thật dũng cảm. Phó án Tư, sao cậu còn ở đây? Trần Nhất Nhiên liếc nhìn Phó án Tư, giọng điệu và sắc mặt dành cho anh ta vô cùng chán ghét. Phó án Tư cười hì hì nói, ăn cơm ở phòng người khác hương vị sẽ ngon hơn đó trần nhất nhiên nhướng mày vậy tôi ăn ở đây sẽ không ngon phó án tư chỉ có phòng làm việc của tôi là không ngon thôi trần nhất nhiên nhíu mày trợ lý ngô lập tức dọn giám đốc phó ra khỏi phòng làm việc của tôi vâng tổng giám đốc trần trợ lý ngô động tác nhanh nhẹn thu dọn hộp cơm của phó án tư giám đốc phó anh sang chỗ khác ăn đi được rồi được rồi tôi không thèm chấp với mấy người mặt lạnh. phó án tư xua tay, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của trần nhất nhiên. cả ngày hôm nay ngô tuệ cứ lén la lén lúc, khi lệ lâm lâm nhìn sang, cô ấy liền dời tầm mắt qua chỗ khác. lệ lâm lâm đảo mắt, đi tới quan sát ngô tuệ. ngô tuệ, nói đi, cậu lại làm việc gì trái với lương tâm phải không? không, không có. ngô tuệ vô tội nhìn trần nha. lệ lâm lâm suy nghĩ, hỏi cô ấy quỹ đầu tư lại rất giá nữa hả? Chật, cứ bình tĩnh, chỉ cần cậu không bỏ thì sẽ không bao giờ lỗ. Quỹ đầu tư là một cách đầu tư tiền cùng với các nhà đầu tư khác để hưởng lợi từ những lợi thế vốn có khi làm việc như một phần của một nhóm. À, Ngô Tuệ thẫn thờ lên tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề, Bang Ni đã sắp xếp xong buổi gặp mặt với Phan cho cậu rồi á, à? cậu xem qua một chút đi, ngoài ra còn có Miu In út số thứ hai, sẽ bắt đầu sau ngày gặp Phan. Buổi gặp Phan kết thúc chúng ta liền lên núi. Biết rồi, biết rồi. Lệ lâm lâm vừa nghe ngô tuệ nhắc đến công việc thì sách mông bỏ chạy. Ngô tuệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy khổ quá mà, lệ thăm hỏi chuyện của lệ lâm lâm, cô ấy không thể không nói, nhưng khi nói rồi lại cảm thấy chột dạ. Đây chính xác là sự hèn mọn của người làm công. Lệ lâm lâm nằm trên ghế sofa chơi game, thuận tay chia sẽ linh cho Trần Nhất Nhiên. Từ sau khi Trần Nhất Nhiên đăng ký tài khoản game thì cô hay chia sẽ linh cho anh nhờ anh giúp mình chặt một nhát. Trước đây, Trần Nhất Nhiên đều giúp cô chặt, mặc dù có hơi trễ một chút. Nhưng hôm nay anh lại không trả lời cô, bây giờ cũng đã tối rồi, chẳng lẽ anh còn tăng ca? Cô định gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên, hỏi anh có phải đang làm việc không, thì bỗng nhiên nhóm chat của mấy vị phu nhân nhà giàu nhảy ra tin nhắn liên tục. Ăn xin nhiều tiền, hình ảnh. Ăn xin nhiều tiền, bạn gái của con trai Tú Cầm đã bị bắt. Tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không? Cậu báo cảnh sát. A à thế. Ăn xin nhiều tiền, mình khinh. Nhỏ này là kẻ lừa gạt, tái phạm nhiều lần như vậy không bắt cũng ổn. nó chuyên đi lừa phú nhị đại đó. Phú nhị đại thế hệ giàu có đời thứ hai là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi nouveau Đích chi tại Trung Quốc. Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong 20 năm, mình luôn thấy nhỏ này trông rất quen mắt hình như trước đó cũng có người dằn mặt nó rồi. Tự nhìn xem bạn có xứng không? Ủa là sao? Mình không hiểu, các cậu nói rõ một chút coi. Ăn xin nhiều tiền, giống các tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cho cô 500 vạn, sau đó rời khỏi con trai tôi, nó dựa vào chuyện này lừa thêm mấy ngàn vạn nữa. Lệ lâm lâm. Cô âm thầm nói chuyện này vào nhóm có Trần Hy và Ngô Tuệ. Ngô Tuệ. Cậu vào nhóm hỏi giúp mình một chút các dì ấy có con trai không? Mình không muốn làm việc chăm chỉ nữa. Lâm Lâm, vậy các dì sẽ tặng cho cậu vòng tay bằng vàng tuyệt vời chấm jpg. Vòng tay bằng vàng, thuộc ngữ mạng trung, xuất phát từ câu chuyện một người phụ nữ ở An Huy không mua nổi chiếc vòng vàng vì quá đắt, thế là chị ta đã trộn nó. Cảnh sát bắt được và tặng lại cho chị ta một cặp vòng tay. Ừm, vòng tay số 8. Hi hi, lợi hại như vậy, có phải cô gái đó đẹp lắm không? Lâm Lâm, nhìn ảnh trong nhóm thì mình thấy cũng bình thường, nhưng cô ta chuyên đi nghiên cứu phú nhị đại, đỉnh thật đấy. Đặc biệt là các phú nhị đại rất thích cô ta. Ngô Tuệ, mình cảm thấy thật ra nữ chính mà thật sự là nữ đã khó lắm rồi. Câu gốc, mình edit xong câu này cũng không hiểu gì luôn, ai biết thì giúp mình với, mình cảm ơn nhiều ạ. À. Hi hi. Sao mình lại thấy nó có lý nhỉ? Trong nhóm của các phu nhân nhà giàu, mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi. Ăn xin nhiều tiền máy thu hoạch thịt tươi, tiểu khưu cưng mau nhìn nè, người ta rất chuyên nghiệp đó. Máy thu hoạch thịt tươi, quên đi, nó chẳng có đầu óc thu hoạch gì cả, nhìn chướng mắt. Tự nhìn xem bạn có xứng không, ha 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 mình muốn cắp màn hình gửi cho Tú cầm. Máy thu hoạch thịt tươi, gửi đi, vậy thì mình sẽ càng có cơ hội cười vào mặt cô ta. Máy thu hoạch thịt tươi, chuyện lần trước của Quý Tử Phong là cô ta nói cho mình biết các cậu không biết biểu tình lúc đó của cô ta như thế nào đâu ha ha bây giờ cô ta có chuyện mất mặt như vậy mình nhất định phải nhìn cho đã mới được hãy tin rằng tôi không cố gắng trong hai mươi năm phụ nữ thật đáng sợ mà cậu vẫn còn ở nước ngoài sao chừng nào về máy thu hoạch thịt tươi ngày mốt ăn xin nhiều tiền hạng mục kết thúc rồi máy thu hoạch thịt tươi chưa nhưng con hồ ly tinh ki nhân lúc mình không có ở đây đã thúc giục ông ta ly hôn với mình. Ha ha, bây giờ ông ta bị con hồ ly tinh đó làm cho điên đảo đầu óc, mình cũng rất muốn về thanh lý môn hộ mỉm cười. Thanh lý môn hộ dọn dẹp nhà cửa thường dùng cho việc giải quyết những người mắc lỗi trong nhà hoặc trong một nhóm, bàn phái nào đó. Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong 20 năm. Đến lúc đó nhớ vào nhóm phát trực tiếp nha tình yêu. Ăn xin nhiều tiền, phát trực tiếp ô một. Tự nhìn xem bạn có xứng không, phát trực tiếp ô một. Lệ lâm lâm, phát trực tiếp ô một. Ăn xin nhiều tiền. Lâm lâm, cô bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện. Lệ lâm lâm, đáng yêu. Vào ngày gì khư trở lại thành phố A, lệ lâm lâm đang ở trên núi di hình cho chương trình giải trí. Tại một tòa nhà trong khu dân cư cao cấp, dì khư đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đường phố bên ngoài, trên tay cầm một điếu thuốc lá nữ. Hợp đồng thỏa thuận ly hôn tôi đã in xong, cô mau xem đi. Nếu không có vấn đề thì lập tức ký tên. Vu Kiện ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bên cạnh còn có một người phụ nữ nhìn trẻ hơn ông ta. Dì Khưu bật cười, quay đầu nhìn ông ta, "Ông Vu, có phải là do tuổi tác ông đã cao nên không chỉ cơ thể không dùng được, mà đến cái đầu cũng sắp hỏng theo." "Cô, cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy." Vu Kiện tức giận đứng dậy, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của dì Khưu, ông ta cũng lười tranh luận người phụ nữ bên cạnh vu kiện vỗ nhẹ bàn tay ông ta như để trấn an sau đó nói chuyện với người bên cửa sổ khư doanh hai người từ lâu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa tôi biết chị ở ngoài cũng nuôi không ít tiểu bạch kiểm nếu đã như vậy thì ràng buộc nhau có gì vui đương nhiên là vui vì khư thờ ơ liếc nhìn cô ta cười lạnh một tiếng cô đã muốn ông ta như vậy thì cứ lấy đi dù sao tôi cũng đích cần nhưng nếu cô động vào tiền của tôi công ty của tôi thì tôi không chắc là đầu cô còn trên cổ đâu đấy khu mặt của người phụ nữ trẻ tuổi tái đi, Khưu Doanh từ trước đến nay là người không dễ chọc vào, vì thế cô ta rất tin bà ấy thật sự sẽ làm như vậy. Cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh như cầu cứu, vu kiện mím môi, nói với Khưu Doanh, "Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, tôi cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hiện tại Vu Miên đã lớn, tôi muốn cho nó một mái nhà hoàn chỉnh." Ồ, Di khưu châm lửa điếu thuốc trên tay, đi về phía bọn họ, "Đây đều là những lời mà người phụ nữ này thường nói với ông sao?" cô ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ ông cũng vậy? Ông đừng nói với tôi là ông tưởng rằng tôi đi với ông cho tới ngày hôm nay là vì yêu đấy nhé. Vu kiện Công ty khoa học kỹ thuật Kim Khải phát triển cho đến ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra bao nhiêu ông đều hiểu rõ. Chúng ta ly hôn, công ty sẽ phải tách ra và gây dựng lại, đừng nói đến sự phát triển trong tương lai, mà ngay cả những hạng mục đang triển khai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy, tôi với ông là người hiểu rõ mối quan hệ này hơn ai hết, chỉ khi chúng ta ở bên nhau thì mới có thể tối đa hóa lợi ích của nhau. Bây giờ ông nói muốn cho con trai mình một mái nhà hoàn chỉnh. Ông đang diễn hài hả? Dì Khưu nói xong liền bật cười, vu kiện, tôi nói cho ông biết, công ty chính là đứa con tinh thần của tôi, ai cũng đừng mong động vào nó. Dì Khưu hút một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng thổi ra một vòng khói trắng. Mối quan hệ giữa bà ấy và vu kiện giống đối tác làm ăn hơn là vợ chồng. Dù không có tình cảm, nhưng bọn họ vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau để phát triển sự nghiệp bây giờ ông ta đột nhiên muốn đường ai nấy đi chật ông ta suy nghĩ cũng dễ thật đấy tôi biết trong nhiều năm qua cô đã làm rất nhiều cho công ty nhưng tôi cũng không ít vu kiện trầm mặc một hồi mới mở miệng nói chỉ cần cô nguyện ý ly hôn cổ phần của công ty tôi sẽ chia cho cô nhiều hơn dựa vào cái gì người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh ông ta là người đầu tiên phản đối vị này cô đổng nguyệt nguyệt. Dì Khư bước lên trước một bước, nhìn người phụ nữ trước mặt, khoa học kỹ thuật Kim Khải là của tôi và Vu Kiện, nó với cô nửa xu cũng không có liên quan, cô thật sự không coi mình là người ngoài nhỉ. Chị! Chị đừng ở đây làm bộ làm tịch. Đổng Nguyệt Nguyệt bị chọc tức đến mức nóng nảy, bây giờ cũng bắt đầu mắng người, tôi nghe Vu Kiện nói, trước đó công ty có vụ hợp tác với Hoa Sang, nhưng lại bị chị phá hỏng đúng chứ. Chật, ông ta còn nói chuyện này với cô. Di Khưu Lường vu kiện, sau đó mỉm cười chế nhạo, cô có năng lực như vậy, tại sao không tìm người ta hợp tác tiếp đi? À, đúng rồi, đừng nói là Trần Nhất Nhiên, đến cả mặt của phó án tư chắc cô cũng chưa được thấy. Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với cô. Vu kiện tức giận đến nỗi đỏ bừng khuôn mặt, ông ta đập vào đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn như trúc giận, ký đi. Di Khưu đi lại ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn ông ta, ông Vu, bây giờ ly hôn không dễ dàng đâu ông biết giai đoạn bình tĩnh là gì không? Là sau khi đệ đơn ly hôn, ông phải về nhà bình tĩnh suy nghĩ một tháng, sau một tháng mà hai bên vẫn nhất quyết ly hôn, thì phải cùng nhau đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn, nếu một trong hai bên không đi thì coi như đã đổi ý. Vũ Kiện nói vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn. Vậy thì càng khó, phiên tòa đầu tiên về cơ bản sẽ không phán quyết, mở phiên tòa lần hai lại phải chờ nửa năm, nếu tòa án cho rằng mối quan hệ của chúng ta không rạn nứt, vậy thì tòa án sẽ không chấp nhận đâu. Dì Khư mỉm cười nhìn ông ta, ông biết tiêu chí cho sự rạn nứt tình cảm là gì không? Nếu tôi mua một cây nấm, sau đó chia cho ông một nửa, vậy thì tòa án sẽ nhận định tình cảm giữa tôi và ông không có rạn nứt. Là ai đã nghĩ ra giai đoạn bình tĩnh? Ly hôn sao lại phiền phức như vậy? Đúng rồi đó. Dì Khư bật cười, thật sự là hiếm có người đàn ông nào trong giai đoạn này bình tĩnh được hết. Vu kiện. Khư doanh, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy người nào mặc dày như chị. Đổng Nguyệt Nguyệt tức giận, lớn tiếng chuỗi khưu doanh. Dì khưu liếc mắt nhìn cô ta, hơi cong môi, sao cô không tự soi gương, soi xong là thấy mặt cô dày hơn tôi đấy. Chị! Cả khuôn mặt Đổng Nguyệt Nguyệt đỏ rần, giống như không còn oxy để thở. Vu Kiện ngồi bên cạnh vội vàng đỡ cô ta, nói, em đừng tức giận, coi chừng động thai. Dì khư nhíu mày, sau đó lại bật cười, à, cuối cùng tôi cũng hiểu thì ra cô đổng nguyệt nguyệt đang mang thai đứa thứ hai khó trách ông tình nguyện cho tôi thêm cổ phần lại còn muốn ly hôn với tôi vu kiện nhìn bà ấy nếu cô đã biết vậy thì thoải mái một chút có điều kiện gì thì chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói đừng ở đó âm dương quái khí âm dương quái khí mô tả thái độ kỳ quặc lời nói lạnh lùng khó đoán dì khưu đặt điếu thuốc trên tay xuống mỉm cười đứng lên vu kiện ông thật sự là khiến tôi rất mắc cười nhìn ông như thế này tôi bỗng nhiên cảm thấy ông thật đáng thương cô nói vậy là có ý gì tôi nói tốt nhất ông nên đi xét nghiệm để xem con trai ngoan của ông rốt cuộc là hạt giống của ai đổng nguyệt nguyệt thật sự đã giật mình vẻ mặt kinh ngạc nhìn dì khư vu kiện ngồi bên cạnh hơi sửng sốt nhìn bà ấy nói cô đừng ở đó nói hưu nói vượng dì khư không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu sau đó đi lên lầu hai người chờ tôi rất nhanh Dì Khư đã cầm tập tài liệu từ trên lầu đi xuống, trực tiếp nhét vào tay Vu Kiện, ông tự xem đi. Vu Kiện lấy tài liệu từ trong túi văn kiện, Đổng Nguyệt Nguyệt cũng nghiêng người nhìn sang. Hai người xem một hồi, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Dì Khư ung dung ngồi ở sofa, nhìn bọn họ rồi nói, đây là bản báo cáo của bác sĩ, lúc trước mẹ ông đã đưa chúng ta đi khám. Mẹ vì muốn giữ mặt mũi cho ông nên luôn nói người có bệnh là tôi nhưng không ngờ ý tốt của bà ấy lại khiến ông bị những người phụ nữ khác lừa dối thật sự là quá mỉa mai chị chị làm giả bản báo cáo đổng nguyệt nguyệt phản bác bà ấy còn dữ dội hơn cả vu kiện chị cho rằng tùy tiện cầm một phần trong sổ khám bệnh là có thể tung tin nhảm được sao vì khư nhún vai nhìn vu kiện mặc dù mẹ không còn nhưng bác sĩ kiểm tra cho chúng ta lúc đó vẫn còn sống ông có thể hỏi ông ta hơn nữa ông cũng có thể tự mình đến bệnh viện để kiểm tra tôi có nói dối ông hay không, ông kiểm tra sẽ rõ. Không phải đâu vu kiện, anh đừng tin chị ta. Đỗng Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang hoảng hốt biện minh, vì khư lười nghe bọn họ nói chuyện, nên cầm lấy túi sách đi KTV. Trong nhà toàn chướng khí, chỉ có mấy em trai ở KTV là ngọt ngào, nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi không gặp nít, bây giờ thật muốn gặp cậu ta. Dì Khư vào nhóm chát nhấn ôn, hẹn gặp mọi người ở KTV, lệ lâm lâm ở trên núi ghi hình nên không đi được, chỉ có thể tiếc núi từ chối. Sau khi gửi tin nhắn vào nhóm chat, Lệ Lâm Lâm lại nhấn vào khung chat của Trần Nhất Nhiên. Link game lần trước cô gửi cho anh, anh vẫn không phản hồi lại. Chắc chắn là wifi của anh Nhất Nhiên bị mất kết nối. Trần Nhất Nhiên ngồi trong xe, mỹ mắt bỗng giật hai cái. Trợ lý ngô ngồi ở ghế lái thấy anh dụi mắt liền hỏi, tổng giám đốc Trần, mắt anh khó chịu sao? Có phải do ngủ không đủ giấc không? Có lẽ là do dùng mắt quá nhiều trần nhất nhiên bỏ tay xuống đáp lại một câu trợ lý ngô nói với anh tôi có thuốc nhỏ mắt anh dùng không không à vâng trợ lý ngô xoay người lại không nói gì thêm nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà lén nhìn trần nhất nhiên qua kính chiếu hậu anh ta thật sự không ngờ một người không có hứng thú với phụ nữ như trần nhất nhiên lại đi coi mắt hôm nay trần nhất nhiên đã hoãn một cuộc họp trợ lý ngô còn nghĩ rằng anh có công việc khác nếu thời gian quay ngược lại 20 phút trước, thì anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới bọn họ đang trên đường đến buổi coi mắt. Chương 35, đi coi mắt. Bên trong câu lạc bộ của hội viên cao cấp, có ba cô gái đang ngồi ở bàn tròn cạnh cửa sổ, hình như đang bàn luận về chuyện gì đấy. Vì để tránh mất thời gian của nhau, mình đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu giúp cậu cách để nhận biết đối phương có thích hợp hoặc có thể tiếp tục tiến triển xa hơn hay không. Một cô gái trẻ đeo đôi bông tai hình nơ cơn bướm, nói với người đối diện với vẻ mặt nghiêm túc, cậu có thể bắt chuyện với anh ta về các chủ đề chính trị hoặc các vấn đề xã hội gây tranh cãi trên Internet. Mình cảm thấy không cần phức tạp như vậy. Một cô gái khác có mái tóc vàng đẩy đồ uống sang một bên, những người về phía trước, cậu cứ trực tiếp trò chuyện về nữ quyền với anh ta, 99% tên đàn ông nào sau khi nghe hai chữ này cũng đều bỏ của chạy lấy người. Cách này cũng ổn đó. Cô gái đeo đôi bông tai hình nơ con bướm gật đầu đồng ý hoặc cậu có thể trực tiếp hỏi anh ta nghĩ như thế nào về việc đặt họ cho con cô gái trẻ ngồi đối phí diện lắng nghe những lời đề nghị của hai người sau đó nói trần nhất nhiên theo họ mẹ không phải theo họ chú triển anh ấy có lẽ sẽ không để ý chuyện này đâu cái này không nói trước được cô gái tóc vàng nói tóm lại khi chúng ta tìm bạn trai thì nhất định phải xem tư tưởng của cả hai có hợp nhau hay không không sai mình đã xem qua tư liệu của trần nhất nhiên anh ta thật sự rất ưu tú nhưng cậu cũng không thiếu tiền và cũng không cần để ý tiền của anh ta. Cô gái đeo đôi bông tai hình nơ còn bướm nói tiếp, vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là tam quan hợp nhau, nếu không về sau ở chung một chỗ rất dễ dẫn đến tranh cãi. Mấy người bọn họ đang nói chuyện, thì phát hiện phía trước có người đi tới, thấy sắp đến giờ, hai cô gái trẻ lập tức bưng đồ ăn nước uống của mình ngồi vào bàn bên cạnh, trước khi đi còn nói với người ở lại một câu cố lên. Rất nhanh sau đó, Trần Nhất Nhiên từ bên ngoài đi vào anh có chút ngẩn người, bọn họ hẹn gặp mặt ở bàn số 9, nhưng anh vừa vào đã nhìn thấy một người con gái ngồi sẵn ở đó. Chào cô, cô là thích lôi phải không? Trần Nhất Nhiên đi lại bàn số 9, anh không ngồi xuống ngay, mà lịch sự chào hỏi cô gái đối diện. Thích lôi đã xem qua ảnh của Trần Nhất Nhiên, cũng đã đọc bài phỏng vấn của anh trên tạp chí, diện mạo thật sự không tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy người thật đứng trước mặt mình, cô có hơi khuẩn trương. Bởi vì so với trên ảnh, thì Trần Nhất Nhiên bằng xương bằng thịt vẫn đẹp trai và có khí chất hơn nhiều. Chào tổng giám đốc Trần, tôi là Thích Lôi. Thích Lôi đứng dậy, mỉm cười nhìn anh. Sau khi xác nhận danh tính của nhau, Trần Nhất Nhiên mới tiếp tục chủ đề, "Xin lỗi, tôi đến trễ." "Không, không, là tôi đến sớm." Sau khi hai người ngồi xuống, một nhân viên phục vụ bước tới hỏi hai người muốn order gì. Trước mặt Thích Lôi đã có một ly cà phê trần nhất nhiên hỏi cô ấy có cần thêm gì nữa không sau đó cũng gọi cho mình một ly cà phê thích lôi âm thầm đánh giá trần nhất nhiên nói thật tướng mạo và khí chất của trần nhất nhiên vô cùng xuất chúng chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thôi cũng đủ để khiến nhiều người phụ nữ động lòng cô ấy không phải là người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài nhưng một gương mặt đẹp như vậy thật sự rất khó để từ chối hai cô bạn thân ngồi bàn bên cạnh cũng lén lút nhìn trần nhất nhiên đồng thời hạ giọng bàn luận tiêu rồi cậu nhìn bộ dạng của lôi lôi đi cậu ấy đã bị sắc đẹp mê hoặc. Quá vô dụng, mặc dù bề ngoài của Trần Nhất Nhiên thật sự không chê vào đâu được, nhưng chúng ta vừa mới rút ra trọng điểm. Chủ yếu là tư tưởng, là tư tưởng. Đây là lần đầu tiên Thích Lôi và Trần Nhất Nhiên gặp nhau, vì thế chủ đề nói chuyện của bọn họ tương đối nhạt, kiểu như là bình thường thích làm những gì, hoặc có sở thích gì. Hai người trò chuyện trong 30 phút, cảm thấy không còn gì để nói, Thích Lôi liền hỏi thông tin liên lạc của Trần Nhất Nhiên, nói rằng nếu sau này có cơ hội sẽ gặp lại anh. Trong trường hợp này, ý nghĩa của câu nói trên là tôi thấy anh cũng không tệ lắm, muốn cùng anh tiến xa hơn nữa. Trần Nhất Nhiên trao đổi WeChat với Thích Lôi, nhưng lại nói thêm một câu, bình thường rất ít xài WeChat, vì thế sẽ không trả lời tin nhắn kịp thời. Thích Lôi mỉm cười như đã hiểu, sau đó cũng nói rằng cô ấy không thường sử dụng WeChat để nói chuyện. Sau khi Trần Nhất Nhiên thêm Thích Lôi vào WeChat, anh lại nhìn thấy tin nhắn của Lệ Lâm Lâm ở trên cùng. Trần Nhất Nhiên vô thức bấm vào xem, tin nhắn cuối cùng là link game mà cô đã chia sẻ với anh vài ngày trước. Anh kiên quyết không giúp cô trẻ củi, cũng không biết có người nào giúp cô chưa. Trần Nhất Nhiên vừa nghĩ đến đây, liền vô thức nhấn vào link game, sau đó hệ thống nhắc nhở anh rằng việc trẻ củi đã kết thúc. Trần Nhất Nhiên có chút giật mình, à, đã qua mấy ngày rồi, em ấy có tự trẻ củi thì cũng đã trẻ xong từ lâu. Thích lôi đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy đường link game mà người khác chia sẻ cho anh. Cô ấy hơi nhíu mày, chẳng phải nói ít dùng quy chát hay sao? Tại sao lại có thời gian giúp người ta chơi game? Vậy tôi về trước, cô muốn đi đâu, tôi có thể đưa cô đi. Trần Nhất Nhiên lịch sự hỏi thăm một câu. Thích lôi đáp, tôi có hẹn bạn thân đi ăn tối, anh không cần để ý đến tôi, anh đi trước đi. Được, có dịp sẽ gặp lại. Trần Nhất Nhiên nói xong liền đi khỏi đợi anh hoàn toàn đi khỏi câu lạc bộ thì hai cô gái trẻ mới cầm đồ ăn và nước uống trở lại bàn của thích lôi thích lôi cậu có được không vậy tụi mình vừa rồi chỉ cậu nhiều như vậy mà cậu lại để phí là sao đúng đó xã hội ngày nay thời gian của ai mà không quý giá đâu phải chỉ có thời gian của trần nhất nhiên là vàng cậu nên dùng những chủ đề đã chuẩn bị sẵn để trò chuyện với anh ta hai người bọn họ mỗi người một câu thay phiên nhau nói thích lôi đợi bọn họ nói đủ rồi mới mở miệng trả lời mình cảm thấy coi mắt với anh ấy cũng không thể tính là phí thời gian ít ra anh ấy vẫn là cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp ý vui một thành ngữ trung quốc dùng để chỉ niềm vui khi nhìn thấy những điều tốt đẹp cậu đã bị sắc đẹp mê hoặc đúng vậy coi mắt là hướng tới kết hôn cậu đừng đầu tư thời gian và tình cảm nhiều quá đến lúc đó lại không thành cậu nghĩ kỹ lại đi thích lôi ăn một miếng bánh trên bàn không ai đảm bảo rằng buổi coi mắt sẽ thành công một trăm phần trăm ấn tượng của anh ấy về mình cũng không tệ lắm nếu bọn mình thật sự không thành đôi thì mình cũng đâu có lỗ cái này gọi là mặt cẩu phải không mặt cẩu một từ thông dụng trên internet là kiểu người không có sức phản kháng với cái đẹp trên núi du tiên lệ lâm lâm vẫn đang ghi hình cho chương trình giải trí lần trước đội các cô đã giành chiến thắng nên được chọn nguyên liệu nấu ăn còn lần này chương trình sẽ để bọn họ tự nghiên cứu thực đơn và tạo ra thành phẩm sau đó sẽ đi thu hút nhà đầu tư nhà đầu tư ở đây là chỉ những khán giả mà tổ chương trình mời tới những người đó sẽ chọn ra món mà mình muốn ăn nhất để đầu tư đội được nhiều người đầu tư nhất sẽ nhận được số tiền thật từ tổ chương trình để kinh doanh nhà hàng của mình sau này để thu hút khán giả đầu tư khách mời hai bên đã phải dùng hết vốn liếng của mình chỉ thiếu điều nằm ra sân khóc lóc lăn lộn lệ lâm lâm chỉ tới làm cá mặn nên tất nhiên sẽ không liều mạng như vậy cô tìm một chỗ ngồi xuống lẳng lặng ăn thành phẩm do đội mình làm ra sau đó một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, tất cả khán giả đều xếp hàng bên bàn của cô, nói rằng muốn ăn thử món cô đang ăn. MC vội vàng chạy tới phỏng vấn khán giả, khán giả liền nói, tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy em gái Lâm Lâm ăn rất ngon miệng, cho nên tôi cũng muốn ăn thử. Lệ Lâm Lâm. Sao mọi người có thể đánh bài một cách vô lý như vậy? Đánh bài một cách vô lý, có nghĩa là trong hoàn cảnh bình thường, một người lại có suy nghĩ rất khác với hầu hết mọi người. VD, trong nhà có mũi, người bình thường sẽ đuổi mũi hoặc giết chúng, còn người có suy nghĩ khác lại bỏ nhà đi hoặc mua nhà mới. Bởi vì múc ban của lệ lâm lâm mà đội trắng đã chiếm ưu thế một cách tuyệt đối, thu hút rất nhiều khán giả và áp đảo luôn số phiếu đầu tư, chiến thắng lần này lại thuộc về đội trắng. Hôm nay vẫn là khoảnh khắc tỏa sáng của lệ lâm lâm. Chúc mừng lệ lâm lâm lại một lần nữa giúp đội trắng giành chiến thắng. Đúng vậy vẻ mặt lâm lâm khi ăn món gì đó đều trông rất hạnh phúc và hưởng thụ tôi cũng muốn ăn thử lệ lâm lâm rốt cuộc là phải làm sao mới có thể làm được cá mặn một cách đúng nghĩa chẳng lẽ do cô chưa đủ thành tâm đợi lệ lâm lâm ghi hình xong thì bầu trời cũng sắp chuyển thành màu đen hai người trợ lý cùng cô xuống núi sau đó đưa cô về lại ngân loan trước khi trở về thì lệ lâm lâm đã ăn cơm tối khi cô về đến nhà trần hy và ngô tuệ cũng ở đó Ngô Tuệ đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với mẹ, Trần Hy ngồi trên ghế sofa chơi game, trông có chút lơ đễnh. Lệ Lâm Lâm rót cho mình một ly nước, nhìn Trần Hy trên ghế sofa, hi hi, cậu sao vậy? Chẳng lẽ gặp phải đồng đội ngu ngốc trong liên quân hả? Lệ Lâm Lâm vừa gọi tên Trần Hy, thì Trần Hy lập tức sợ hãi, như thể đã làm ra chuyện trái với lương tâm. Lệ Lâm Lâm cũng nhận ra Trần Hy có gì đó không ổn, liền ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cậu làm sao? hay là có người tỏ tình với cậu rồi? Làm gì có? Trần Hy lớn tiếng phủ nhận câu nói vừa rồi của Lệ Lâm Lâm, nhưng khí thế sau đó lại yếu dần, mình chỉ là gặp một đồng đội ngu ngốc. Lệ Lâm Lâm Sao gần đây cậu với Ngô Tuệ Kỳ lạ quá vậy? Lệ Lâm Lâm lẩm bẩm một câu, đứng dậy trở về phòng. Trần Hy nhìn bóng lưng của cô, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng không gọi cô lại. Hôm nay Trần Hy nghe mẹ mình nói anh nhất nhiên đi coi mắt. Cô không bao giờ nghĩ rằng Trần Nhất Nhiên sẽ đi coi mắt, mặc dù anh ấy đã 30 tuổi. Trước đó gia đình cũng đã thúc giục anh tìm bạn đời, nhưng trong suy nghĩ của Trần Hy, anh Nhất Nhiên sẽ không phải là người cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nếu anh ấy kết hôn, thì nhất định là vì anh ấy muốn kết hôn, chứ không phải là vì lý do tuổi lớn rồi nên trưởng bối đều hối cưới. Nhưng anh Nhất Nhiên lại thật sự đồng ý đi coi mắt. Người giới thiệu còn là ba của anh ấy, người mà anh ấy rất ít khi gặp. Trần Hy suy nghĩ nguyên một ngày cũng không hiểu tại sao, mẹ cô cho cô xem hình, đối phương là người rất xinh đẹp, nhưng anh nhất nhiên cũng đâu giống người nông cạn như vậy. Cô gửi tin nhắn nói bóng gió về chuyện coi mắt cho Trần Nhất Nhiên, hỏi anh đi coi mắt như thế nào, Trần Nhất Nhiên không trả lời thẳng, chỉ nói cô đừng quản chuyện người lớn. Lúc đó Trần Hy ở trong lòng cười ha ha hai tiếng, làm như cô muốn quản lắm chắc, cô chỉ vì lâm lâm thôi đấy. Rốt cuộc có nên nói chuyện này cho lâm lâm biết không đây? nội tâm của trần hy rối như tơ vò bởi vì chuyện này mà trần hy mất ngủ cả đêm sáng hôm sau cô liền chạy qua phòng ngô tuệ kể hết cho ngô tuệ nghe chuyện trần nhất nhiên đi coi mắt sau đó hỏi cô ấy có nên nói cho lệ lâm lâm hay không ngô tuệ tại sao lại nói cho mình biết hai cô gái nhỏ thảo luận nửa ngày vẫn quyết định tìm cơ hội để nói cho lệ lâm lâm biết sự thật ngay lúc bọn họ chọn giờ hoàng đạo để nói thì trần nhất nhiên và thích lôi lại hẹn gặp nhau lần gặp mặt này là thích lôi chủ động hẹn trần nhất nhiên nói muốn mời anh đi xem triển lãm tranh trần nhất nhiên vốn dĩ muốn từ chối nhưng dường như nhớ tới chuyện gì đó cuối cùng vẫn đồng ý khi trợ lý ngô biết anh vẫn muốn tiếp tục gặp mặt đối tượng xem mắt của mình thì vô cùng kinh ngạc theo tính cách của tổng giám đốc trần cái nào không có giá trị đầu tư thì anh sẽ không nhìn lại lần hai bây giờ anh muốn gặp lại đối tượng xem mắt điều này có nghĩa là mối quan hệ này sẽ có khả năng tiếp tục chẳng lẽ anh ta sắp có thêm một bà chủ nơi triển lãm tranh mà thích lôi hẹn là ở công viên tinh quang là tranh của một họa sĩ người bắc âu thích lôi có pho lâu người họa sĩ này và biết rất nhiều về anh ta nhưng điều khiến cô ấy ngạc nhiên là trần nhất nhiên cũng biết vị họa sĩ này anh cũng thích anh ta thích lôi ngạc nhiên hỏi trần nhất nhiên thành thật tôi đã xem qua tư liệu của anh ta nếu đã đến xem triển lãm thì ít nhất cũng phải biết họa sĩ và các tác phẩm trưng bày của họa sĩ đó đây là phong cách làm việc thường ngày của trần nhất nhiên anh luôn làm đúng theo thói quen thường ngày của mình mặc dù trần nhất nhiên không phải cố ý nhưng thích lôi vẫn nghe ra được trong câu nói của anh có hàm ý khác cô ấy nhẹ nhàng chớp mắt không nói gì thêm vui vẻ cùng trần nhất nhiên xem xong triển lãm mặc kệ trần nhất nhiên tới đây vì lý do gì thì thích lôi vẫn đánh giá cao những nhận xét của anh về tác phẩm ở hành lang bên ngoài sân vận động có vài máy bán hàng tự động đặt cạnh nhau bên cạnh còn có một cái máy gấp thú sau khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy, ánh mắt khẽ động, nói với Thích Lôi bên cạnh, "Chờ tôi một chút." Thích Lôi tò mò đi sau lưng anh, cứ tưởng anh muốn mua nước, nhưng không ngờ anh lại đi tới cái máy gấp thú. Nếu thời gian quay lại vài phút trước, thì cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng Trần Nhất Nhiên còn biết chơi cái này, bởi vì nhìn anh và máy gấp thú rất không hợp nhau. Điều khiến cô ấy ngạc nhiên hơn nữa là Trần Nhất Nhiên không chỉ biết chơi mà còn chơi rất giỏi. Thích Lôi thấy anh dễ dàng gấp lên con thỏ bông màu hồng kinh ngạc nói, thật không nhìn ra anh lợi hại như vậy. Trần Nhất Nhiên hơi cong môi, đưa thỏ bông cho Thích Lôi, "Giúp tôi cầm một chút, cảm ơn." Thích Lôi cầm lấy gấu bông mà anh đưa, siết nhẹ con gấu bông, khóe môi hơi cong lên. Rất nhanh sau đó, Trần Nhất Nhiên lại gấp lên được một con thỏ bông màu khác, anh vẫn đưa cho Thích Lôi. Thích Lôi ôm trong tay hai con gấu bông, tâm tình vô cùng tốt, đứng bên cạnh nhìn Trần Nhất Nhiên gấp thêm một con mèo đen. Vị trí này có hơi khó khăn động tác của Trần Nhất Nhiên cũng chậm hơi trước rất nhiều, nhưng anh vẫn không thất thủ, lập tức tóm lấy con mèo đen nhỏ trong góc. Anh thật sự rất giỏi đó. Thích lôi không nhịn được cảm thán một câu. Trần Nhất Nhiên lấy con mèo đen ra khỏi thùng, sau đó lấy lại hai con thỏ bông trên tay thích lôi, cảm ơn. Thích lôi. Vậy là, Trần Nhất Nhiên thật sự chỉ để cô ấy cầm giúp mà thôi. Chương 36, Ân đoạn nghĩa tuyệt. Trần Nhất Nhiên thật sự đã lấy lại hai con gấu bông trên tay thích lôi, một con cũng không để lại cho cô ấy. Trên đường trở về công ty, trợ lý ngô thấy Trần Nhất Nhiên cầm ba con gấu bông trên tay, tò mò hỏi anh, tổng giám đốc Trần, ba con gấu bông này là của cô thích sao? Sao anh lại cầm về? Trần Nhất Nhiên đáp, không phải, là cho. Trần Nhất Nhiên vừa nói đến đây thì chợt dừng lại. Lúc trước anh đã hứa với Lệ Lâm Lâm, khi nhìn thấy máy gấp thú thì sẽ gấp giúp cô, bây giờ gấu bông cũng đã cấp, nhưng có lẽ không thể đưa cho cô được nữa. Thấy trợ lý ngô vẫn đang chờ mình nói tiếp, Trần Nhất Nhiên liền đổi sang lý do khác, cho tôi. Trợ lý ngô. Tổng tài không chỉ thích chơi đồ chơi lắp ráp, mà còn thích chơi cả gấu bông. Thật đáng yêu. Ở một nơi khác, Thích Lôi đã hẹn hai người bạn thân của mình đến nhà hàng ở công viên Tinh Quang. Thế nào, thế nào? Vừa nhìn thấy Thích Lôi, hai cô gái trẻ liền không nhịn được bác quái. Thích Lôi ngồi xuống ghế, đặt túi sách qua một bên, cũng tạm, hôm nay Trần Nhất Nhiên nói một số quan điểm của anh ấy về hội họa cho mình nghe, mình cũng đồng ý với quan điểm đó. Chuyện này không phải rất tốt hay sao? Cô gái tóc vàng nhìn Thích Lôi, nhưng mình thấy cậu không được vui. Cậu có điểm nào không hài lòng với anh ta? Hay. Thích Lôi chống cằm, thở dài một tiếng, Trần Nhất Nhiên cái gì cũng tốt, nhưng mình luôn cảm thấy trong lòng anh ấy đã có người khác. Không thể nào. Cô gái tóc vàng vô cùng kinh ngạc, nếu anh ta đã có người mình thích, vậy tại sao chú Triển còn muốn anh ta đi coi mắt? Có lẽ Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ nói chuyện này với người khác. Vậy sao cậu biết? Trực giác của con gái. Cô gái tóc vàng im lặng chớp mắt, vậy sao cậu không dùng trực giác của cậu để đoán xem người trong lòng anh ta là ai? Một cô gái khác dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên che miệng, lẽ nào là Lư Tư Vũ? Trước đó hai người bọn họ có rất nhiều tin đồn. Chắc không phải Lư Tư Vũ đâu. Thích Lôi lắc đầu, mình đã gặp qua Lư Tư Vũ, không thể là chị ta. Mình nghĩ người đó là một cô gái thích chơi gấu bông. Cô gái thích chơi gấu bông, Lệ Lâm Lâm, dạo gần đây luôn thấy bất an trong người. Mặc dù trước đây Trần Nhất Nhiên cũng không thường xuyên liên lạc với cô, nhưng lần này cô lại cảm thấy nó khác lạ lắm. Mà nó khác ở chỗ nào thì cô không tài nào nghĩ ra được. Vừa rồi cô gọi điện cho Trần Nhất Nhiên, điện thoại không ai nghe máy thế là cô gọi cho trợ lý Ngô. Trợ lý Ngô trả lời, nói là Trần Nhất Nhiên đang học nên không tiện nghe máy. Cuộc trò chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi cô hỏi rằng anh Nhất Nhiên dạo gần đây bận việc gì, thì trợ lý Ngô liền trở nên ấp úng. Trong chuyện này nhất định có điều kỳ quái. Lệ Lâm Lâm nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, chiếc điện thoại bị cô ném lên thảm lông đang vang lên một cách vui vẻ. Cô cứ tưởng là Trần Nhất Nhiên đã học xong nên gọi lại cho mình, vì thế vội vàng cầm lấy điện thoại trên màn hình hiện lên bốn chữ đạo diễn đào giả lệ lâm lâm biểu môi trả lời điện thoại chào anh đạo diễn đào chào cô cô lệ giọng nói của đào giả hết sức kích động tâm trạng của anh ta có vẻ rất tốt khác hẳn lúc gặp lệ lâm lâm ở khách sạn tôi có một tin vui muốn nói cho cô lệ lâm lâm đừng đừng nói cho cô biết bộ phim của chúng tôi đã thành công tìm được nền tảng để phát sóng là một nền tảng lớn đó đào giả càng nói càng kích động lệ lâm lâm thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hớn hở của anh ta ở phía bên kia điện thoại tôi cứ nghĩ đối phương rất khó thương lượng nhưng sau khi biết cô là người đầu tư bọn họ liền có hứng thú với bộ phim của chúng tôi hôm nay bọn họ đã đưa ra kết quả đánh giá và đã ký hợp đồng với chúng tôi lệ lâm lâm nền tảng nào đây làm như vậy mà coi được hả cô lệ lần này thật sự rất may mắn vì có cô đào giả vui đến phát khóc ngay tại thời điểm chúng tôi khó khăn nhất, cô đã đầu tư cho chúng tôi, để bộ phim của chúng tôi có thể quay tiếp, sau đó còn gián tiếp giúp bộ phim được phá sóng. Ai nói bộ phim của chúng tôi không có lưu lương, cô chính là lưu lượng lớn nhất của chúng tôi. Lệ Lâm Lâm Cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ theo dõi những công việc tiếp theo, nếu có tiến triển gì mới thì tôi sẽ báo lại cho cô. Đừng Trái tim yếu đuối của cô không chịu đựng nổi nữa đâu. À, cũng phải bình thường cô bận như vậy tốt nhất là tôi không nên làm phiền cô đào giả ân cần quan tâm vậy thì tôi sẽ đợi treo lơ ra mắt sau khi bắt đầu quảng bá sẽ liên lạc với cô nhé được thôi lệ lâm lâm vội vàng cúp máy khi nghe câu nói hùng hồn chúng tôi nhất định sẽ kiếm được tiền của đào giả tiêu rồi cô tiêu thật rồi lệ lâm lâm chán nản dựa lưng vào thành giường cô có nên đi gặp thiên sư thường tâm để nhờ anh ta hóa giải tai kiếp này không Lâm Lâm, cậu có trong phòng không? Trần Hy thận trọng gõ cửa phòng Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm đang ngồi trên thảm lông, cô đứng dậy mang dép mở cửa cho Trần Hy. Hi. hi hi, có chuyện gì sao? Ha ha. Trần Hy cười cười, muốn nói rồi lại thôi, sau đó đột nhiên đẩy Ngô Tuệ lên phía trước, là Ngô Tuệ có chuyện muốn nói với cậu. Ngô Tuệ. Tình chị em bằng nhựa, tình chị em bằng nhựa. Lệ Lâm Lâm cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn Ngô Tuệ, sao vậy đừng nói là đến hối mình đọc kịch bản đấy nhé ách không phải chuyện này nhưng dĩ nhiên mình sẽ rất vui nếu cậu có thể nhanh chóng xem kịch bản khụ trần hi dùng sức ho khan một tiếng nhắc nhở ngô tuệ không được lạc đề cổ họng ngô tuệ như bị mắc xương bao nhiêu từ nói ra đều mơ hồ không rõ thật ra là chuyện liên quan đến tổng giám đốc trần mà hi hi là em gái nên dĩ nhiên sẽ hiểu rõ chuyện này hơn mình vẫn nên để hi hi nói đi Ngô Tuệ nhanh trí ném lại vấn đề cho Trần Hy. Trần Hy. Bạn thân như vậy thì cần làm gì, thời khắc mấu chốt cũng không dùng được. Lệ lâm lâm lại một lần nữa nhìn Trần Hy, vẻ mặt tò mò hỏi, có liên quan đến anh Nhất Nhiên. Anh Nhất Nhiên làm sao? À, chuyện này. Lệ lâm lâm nhìn bộ dạng ấp úng của Trần Hy, đột nhiên hiểu ra, có phải anh Nhất Nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không? Gần đây mình luôn cảm thấy các cậu rất kỳ lạ, ngay cả trợ lý ngô khi nhắc tới anh nhất nhiên cũng ấp à ấp úng. Có phải anh nhất nhiên đã xảy ra chuyện rồi không? Không có, không có, cậu đừng rối lên như vậy. Trần Hy vội vàng ngăn lại câu chuyện bi thương đang diễn ra trong đầu cô, anh ấy không sao hết, anh ấy chỉ là, anh ấy chỉ là đi coi mắt. Lệ lâm lâm sững sờ, não còn chưa loát kịp, coi mắt. Ừ, là ba anh ấy giới thiệu. Trần Hy nói ra được câu này, những lời tiếp theo cũng dễ dàng hơn, cậu cũng biết ba của anh nhất nhiên rồi đấy, khi anh ấy còn bé thì không chăm sóc, giờ người ta lớn lên thì chú ấy lại quan tâm. Lệ lâm lâm tiêu hóa một lúc, sau đó mới hỏi Trần Hy, sau đó thì sao? Sau đó? Trần Hy giơ tay gãi đầu, sau đó còn tiếp tục gặp nhau, cái này cũng là mẹ nói cho mình biết. Lệ lâm lâm nhíu mày, nếu còn gặp nhau thì có nghĩa bọn họ đã khá hài lòng về đối phương rồi đúng không? Lệ lâm lâm càng nói đến cuối thì giọng nói càng nhỏ dần, sau đó đột nhiên nắm lấy bả vai Trần Hy lắc lắc. Hi hi, có phải anh nhất nhiên yêu đương rồi không? Anh ấy đã thích người khác rồi hả? Lâm lâm, lâm lâm, cậu bình tĩnh một chút, mình chóng mặt, mắt ói quá. Trần Hy vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của lệ lâm lâm, sau đó nắm lấy cánh tay cô, bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần, chắc hẳn sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Nhưng theo mình nghĩ, cậu nên đi tìm anh nhất nhiên nói rõ ràng đi. Ngô Tuệ đứng bên cạnh không nhịn được nhướng mày, còn nói gì nữa, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, chẳng lẽ còn muốn tự mình đi đến trước cửa để cho người ta từ chối thêm lần nữa sao? Lâm lâm, mình cảm thấy tất cả đàn ông đều hư, chỉ có tiền là đáng tin nhất. Hay là chúng ta tập trung gây dựng sự nghiệp đi? Ngô Huệ cảm thấy không thể để cho lệ lâm lâm chết trên con đường mang tên Trần Nhất Nhiên, bằng mọi cách phải đổi hướng. Nhưng ai mà ngờ lệ lâm lâm lại trừng mắt nhìn Ngô Tuệ, tất cả đều tại cậu, tại cậu mỗi ngày bắt mình làm việc, nên anh nhất nhiên mới đi coi mắt với người ta. Ngô Tuệ ngẩn người, cái này cũng trách mình. Hai chuyện này có liên quan đâu? Đương nhiên có. Mình đã nói rồi, mình không muốn làm việc, mình chỉ muốn làm anh nhất nhiên. Ngô Tuệ Trần Hy Người mạnh nhất vẫn là Lâm Lâm. Dù sao bọn mình cũng đã nói chuyện này cho cậu biết, tiếp theo phải xử lý thế nào, vẫn là nằm ở cậu. Trần Hy nói xong câu này liền kéo Ngô Tuệ rút lui lệ lâm lâm đóng cửa phòng, cô ngã xuống nệm rồi trùng chăn che kín người. Hóa ra trong khoảng thời gian này, anh nhất nhiên không liên lạc với cô là do anh ấy đi coi mắt với người phụ nữ khác. À! Một tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra từ phòng của lệ lâm lâm, khiến cho Ngô Tuệ và Trần Hi ngồi phòng khách sợ đến mức run người. Cậu ấy không sao chứ? Ngô Tuệ nhìn về phía cửa phòng của lệ lâm lâm, có hơi lo lắng. Mình cũng không biết. Trần Hi thở dài một tiếng, mình thật sự không hiểu anh nhất nhiên là một người cuồng công việc làm sao lại đồng ý đi coi mắt ngô tuệ cứ như vậy lệ lâm lâm đã tự nhốt mình trong phòng nguyên một ngày đến ăn cũng không chịu ăn sau hai ngày tách biệt xã hội lệ lâm lâm cuối cùng cũng đi ra ngoài cô không phải đi tìm trần nhất nhiên mà là hẹn gặp thiên sư thường tâm trước đó thường tâm luôn ở nước ngoài hôm nay thư ký mới thông báo cho cô rằng có thể gặp mặt nói chuyện Địa điểm không phải là phòng làm việc lần trước, mà là một nhà hàng của Úc Thị. Chỉ có hội viên mới có thể đặt chỗ trên tầng cao nhất của nhà hàng này, Lệ Lâm Lâm hiện tại đang rất nổi tiếng, khi đi ra ngoài rất dễ bị nhận ra, nên việc hẹn gặp ở những nơi như thế này cũng khá an toàn với cô. "Xin lỗi, lịch trình của tôi rất kín, nhưng thư ký nói rằng cô có việc gấp, nên tôi chỉ có thể tranh thủ lúc ăn trưa để hẹn gặp cô." Thường tâm mặc Âu phục và đi giày tây, ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng, còn tao nhã thưởng thức món tây hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một vị thần chút nào. Tôi đã sớm nói với cô, cô nên từ bỏ tình yêu và lựa chọn sự nghiệp, tại sao cứ muốn cưỡng cầu nó vậy? Thường tâm cắt miếng bít tết trên dĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó tao nhã cho miếng bít tết vào miệng. Lệ lâm lâm không có tâm trạng ăn uống như thường tâm, vậy không có cách nào để hóa giải sao? Anh không phải thiên sư à, không thể làm chuyện này sao? Thường tâm nhìn cô cười cười, mấy cô gái trẻ như các cô, đều dễ dàng bị tình yêu làm cho điên đảo đầu óc. Trước đây tôi có một vị khách, tôi cũng khuyên cô ta đừng cưỡng cầu, nhưng cô ta không nghe, sau đó chạy đi tìm người khác giúp cô ta thành đôi với mình thích. Sau đó thì sao? Bị lừa hơn mấy trăm vạn, người giúp cô ta lần đó cũng bị cảnh sát bắt. Lệ Lâm Lâm trầm mặt một hồi, chứ không phải anh báo cảnh sát hả? Thường Tâm chỉ im lặng mỉm cười. Vậy tôi sẽ cô độc hết quãng đời còn lại sao? Lệ lâm lâm hỏi thường tâm. Thường tâm đáp, dĩ nhiên không phải, trên thực tế số phận của cô đã bắt đầu thay đổi. Buông bỏ chấp niệm, cố gắng gây dựng sự nghiệp, nói không chừng có thể thu được thành quả ngoài ý muốn. Anh đang nói đến tiền ư. Tiền không tính là thành quả ngoài ý muốn, nó là thứ nằm trong tay cô. Sao cô nghe mà không thấy vui gì hết vậy? À, đúng rồi, bữa ăn này tính vào thẻ của cô. Lệ lâm lâm. Lệ Lâm Lâm không ở lại ăn trưa cùng Thường Tâm, cô rời khỏi nhà hàng trước. Lúc cô đến đây, tầng này không có quá nhiều người, nhưng bây giờ cũng dần dần nhiều hơn. Đi chưa được mấy bước, cô liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang ngồi ăn ở bàn phía trước. Anh không phải đến ăn một mình, mà đối diện còn có một người phụ nữ trẻ tuổi. Lệ Lâm Lâm chưa từng gặp qua người này, nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp, giống như thiên kim của một nhà nào đó. Đây có lẽ là đối tượng coi mắt của anh Nhất Nhiên nội tâm lệ lâm lâm trùng xuống, cô không ngờ mình lại gặp được bọn họ ở đây. Trần Nhất Nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Thích lôi thấy Trần Nhất Nhiên ngẩn người, cũng nhìn theo hướng của anh, sau đó liền thấy một nữ minh tinh đang hóc gần đây, lệ lâm lâm. Mặc dù lệ lâm lâm đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng dù sao cô ấy cũng là fan trên Weibo của lệ lâm lâm, làm sao có thể không nhận ra idol của mình chứ? Nếu như đổi sang nơi khác, cô ấy sẽ vui vẻ chạy tới cùng Lệ Lâm Lâm chụp ảnh, nhưng bầu không khí lúc này rõ ràng có chút không ổn. Lệ Lâm Lâm đờ người tại chỗ một lúc, sau đó mới chủ động đi tới chào Trần Nhất Nhiên, anh Nhất Nhiên. Ừ, Trần Nhất Nhiên đã lâu không lúng túng như vậy, anh đứng lên, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Lệ Lâm Lâm nhìn sang cô gái đối diện anh, hỏi một câu, chị này là... Trần Nhất Nhiên nhìn thích lôi, sau đó giới thiệu, cô ấy họ thích, là đối tượng coi mắt của anh. Lệ lâm lâm chợt giật mình, rồi lại gật đầu. À, em có nghe Hi Hi nhắc qua, còn nghe cậu ấy nói hai người tiến triển rất tốt. Ừ, Trần Nhất Nhiên vô thức siết chặt lòng bàn tay, nói với Lệ lâm lâm, dù sao ở độ tuổi này, bọn anh đều lấy kết hôn ra làm điều kiện tiên quyết. Kết hôn? Lệ lâm lâm có chút sững sờ, anh muốn cùng chị ấy kết hôn. Anh? Anh Nhất Nhiên, em chợt nhớ ra còn có chút chuyện, em đi trước. Lệ lâm lâm không nghe anh nói tiếp, Cô vội vàng cầm túi sách chạy thật nhanh. Thích Lôi nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của cô, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Ngày hôm nay cô ấy hẹn Trần Nhất Nhiên ra đây là để hỏi rõ một chuyện, nếu như trong lòng anh thật sự đã có người khác, thì việc coi mắt của hai người sẽ kết thúc tại đây, sau này cũng không cần gặp lại. Bây giờ trải qua một màn như thế, có vài lời không cần hỏi cũng có thể tự mình hiểu rõ. Xin lỗi. Trần Nhất Nhiên nhìn Thích Lôi như muốn giải thích với cô ấy. Thích lôi không đợi anh nói xong mà đã đứng lên, sau đó mỉm cười nhìn anh. Anh không cần nói, tôi hiểu rồi. Thích lôi nói, người trong lòng anh chính là em gái lâm lâm chứ gì? Trần Nhất Nhiên ngẩn người, anh thích lâm lâm. Cô thích, có lẽ cô đã hiểu lầm, lâm lâm là em gái tôi. Thích lôi có hơi ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì cô ấy phát hiện, Trần Nhất Nhiên nói những lời này không phải là một cái cớ, mà anh thật sự nghĩ như vậy. Thích lôi không nhận được cười, Tổng giám đốc Trần, anh trước giờ chưa từng yêu đương sao? Trần nhất nhiên, nếu như anh không có khuôn mặt này thì rất có khả năng cả đời cũng không tìm được vợ. Trần nhất nhiên, tại sao lại bắt đầu đã kích cuộc đời anh vậy? Bỏ đi, tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau nữa. Thích Lôi cầm túi xách đi ra ngoài, bữa cơm này là anh mời khách, vì dù sao anh cũng đã phụ lòng tôi. Nhưng ngược lại tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Thích Lôi quay đầu mỉm cười với anh, ngược vợ thì chỉ thoải mái nhất thời, nhưng anh nên nhớ, giao nhân nào thì gặt quả ấy. Trần Nhất Nhiên Sau khi Lệ Lâm Lâm chạy ra khỏi nhà hàng, cô liền bắt taxi đến thẳng KTV, còn gọi thêm rất nhiều anh trai phục vụ. Từ khi phát hiện Lệ Lâm Lâm là hàng xóm của mình, An đã lâu không gặp cô tại KTV, không ngờ hôm nay cô lại chạy tới đây một mình. Còn gọi thêm một bàn rượu. Em sao vậy? Gặp chuyện không vui. An cầm lấy ly rượu trên tay Lệ Lâm Lâm, ngăn không cho cô tiếp tục rót rượu. Lệ Lâm Lâm cũng không thèm để ý, cô cầm micro tiếp tục gào thét thảm thiết. Một anh trai bên cạnh nhỏ giọng hỏi, đây thật sự là con gái của Lệ Thâm sao? Rõ ràng Lệ Thâm hát siêu dễ nghe. An Không được phàn nàn về kỹ năng ca hát của khách. Nick ở bên cạnh cười híp mắt nói, nhưng hôm nay chỉ sợ quản lý đặng lại nhức đầu. Cậu liên lạc với dì Khưu chưa? An ngồi bên cạnh hỏi. Lệ lâm lâm đang bận đắm chìm trong tiếng hát của mình, hoàn toàn không chú ý bọn họ đang nói gì. Vừa hát xong, mấy anh trai phục vụ trong phòng đều vỗ tay tán thưởng. Cô vừa cúi đầu cảm ơn mọi người, vừa dẫm chân lên bàn cầm micro hét lớn. Đàn ông đều là đồ chó. Thứ, chó, má. Một phòng toàn đàn ông. Chương 37, Nữ Cổ Lộc Lâm. Lệ lâm lâm ở trong phòng chửi đàn ông là chó trong 20 phút, dưới sự chờ đợi của mọi người, gì khư cuối cùng cũng đã tới. Lệ lâm lâm đang vui vẻ hát bài hát mà cô dành tặng riêng cho tất cả đàn ông chó má trên thế giới. Bài hát có tên anh sẽ không có kết cục tốt đẹp, vì khư ngồi bên cạnh nghe được hai câu, sau đó cũng cầm micro gia nhập. Nick Bon họ gọi gì khư tới, không phải để nghe bà ấy và lệ lâm lâm cùng nhau trách mắng đàn ông. Sau khi hát xong một bài, lệ lâm lâm mới phát hiện ra trong phòng đã xuất hiện thêm một người. cô liếc mắt nhìn dù say nhưng vẫn nhận ra đối phương là ai, dì Khưu, sao dì tới đây? Dì Khưu đặt micro xuống, khoanh tay trước ngực, tôi còn đang muốn hỏi tại sao cô lại chạy tới đây nữa đấy. Hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy, nếu Trần Nhất Nhiên biết. Đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tôi. Dì Khưu vừa nói ra ba chữ Trần Nhất Nhiên liền bị lệ lâm lâm chặn lại, tôi đã ân đoạn nghĩ tuyệt với anh ấy rồi, từ hôm nay trở đi, tôi không còn là lâm lâm của trước kia nữa, tôi sẽ trở thành nữ cổ lộc lâm vì giải thích hơi dài nên mình sẽ để giải thích ở cuối chương nhé. di Khưu trầm mặt hai giây, sau đó bật cười, hóa ra nguyên nhân là do đàn ông. Nghe nói gần đây tổng giám đốc Trần đi coi mắt. Lệ lâm lâm bất ngờ nhìn bà ấy, sao dì cũng biết vậy. di Khưu mỉm cười, nói, nhất cử nhất động của tổng giám đốc Trần ở thành phố A, lúc nào mà không có người quan tâm. Đối tượng coi mắt của Trần nhất nhiên nhất định không phải là một người tầm thường, nói không chừng là hai tập đoàn muốn kết thông gia. Một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý tới. Nghe chị đây khuyên một câu, đàn ông chả có cái mẹ gì tốt, thà nuôi con chó nó còn tình cảm hơn đàn ông. Một phòng toàn đàn ông. Hôm nay bọn họ đã chết quá nhiều lần trong căn phòng này. Lệ lâm lâm nhớ tới dì Khưu và chồng bà ấy cũng có quan hệ không tốt. Trước đó trong nhóm chat còn đề cập đến chuyện ly hôn, cô liền tò mò hỏi một câu, dì Khưu, dì với chồng dì sao rồi? Ông ấy còn muốn ly hôn với dì không? dì khư cười một tiếng, nói với cô: tôi nói cho ông ta biết chuyện ông ta bị vô sinh, cho nên bây giờ ông ta đâu có thời gian ly hôn với tôi. lệ lâm lâm mở to đôi mắt, vẻ mặt khâm phục. dì khư, ờ, cách này của dì thật sự lợi hại. lệ lâm lâm ở một cái, cả người nồng nặc mùi rượu. dì khư lắc đầu, nói với cô: được rồi, hôm nay đến đây thôi, có chuyện gì thì đợi cô tỉnh rồi nói. dì khư nói xong liền đi tới đỡ lệ lâm lâm, muốn đưa cô về nhưng lệ lâm lâm lúc này lại không nghe lời tôi không đi tôi muốn hát tiếp chúng ta cùng nhau hát đi di khư nhìn điệu bộ của lệ lâm lâm cảm thấy mình không nhúc nhích được cô nên quay sang nói với an cậu giúp tôi bế lâm lâm lên xe đi an hơi sửng sốt mở miệng nói như vậy hình như không tốt lắm có cái gì mà không tốt di khư nhỏ giọng vẻ mặt hứng thú đánh giá an chẳng lẽ cậu định để tôi bế hay tôi gọi bảo vệ nhé An hơi nhíu mày, vẫn quyết định tự mình bế lệ lâm lâm. Dì Khư công môi, dẫn bọn họ đến chỗ bà ấy đầu xe. Lệ lâm lâm được An bế nhưng vẫn không an phận, trên đường luôn la hét đòi ca hát. Lúc ra khỏi KTV, trên tay lệ lâm lâm vẫn cầm theo micro, cô quay đầu nhìn An, hét to từng chữ, anh thả tôi xuống, tôi muốn hát tiếp. Được thôi, chúng ta về nhà sẽ hát. Không thích, tôi muốn cùng mấy anh trai ca hát tốt nhất là thật nhiều anh trai. Quản lý đặng nghe thấy bên này có động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy lệ lâm lâm đang bị an bế trong ngực, đột nhiên hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu tổ tông lệ lâm lâm, anh ta không thể treo vào, khoa nhắc đến ba cô là lệ thâm, thì lần trước nhìn thấy tổng giám đốc Trần đến đây cũng trong tư thế bế người, anh ta liền biết hai người không đơn giản là quan hệ bình thường. Dì Khương nhàn nhã nói, không có gì, tôi đưa lâm lâm đến chỗ của tôi nếu có người đến đòi người thì ông cứ nói cậu ta đến tìm tôi lần trước trần nhất nhiên tới đây dì khưu cũng có mặt nghe bà ấy nói như vậy quản lý đặng tự động dò số chỗ ngồi trần nhất nhiên dò số chỗ ngồi nghĩa đen chỗ ngồi của người mua vé nghĩa ẩn dụ tự biết mình sẽ bị chỉ trích hoặc tự nhận lời chỉ trích về phía mình ý của quản lý đặng là một lát nữa mà trần nhất nhiên tìm đến thì người bị trách vẫn là anh ta tiểu béo ù mau nói tên này thả tôi xuống. Lệ lâm lâm cầm micro, hét lớn về phía quản lý đặng. Tiểu béo ù, nghĩa là bạn béo nhưng bạn dễ thương. Quản lý đặng. Anh ta, cũng đâu có béo lắm đâu nhỉ. Cái micro này anh cứ tính vào thẻ của tôi, lầm lầm muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi. Dì Khưu nói xong liền bước vào thang máy, An cũng bế lệ lâm lâm đi vào. Sau khi cửa thang máy đóng lại, tiếng hét của lệ lâm lâm cuối cùng cũng đi xa quản lý đặng lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ, nếu tiểu tổ tông này đến thêm vài lần nữa, thì có lẽ quán này sẽ thật sự đóng cửa. An bế lệ lâm lâm vào xe của dì Khưu, sau đó đặt cô xuống ghế. Lệ lâm lâm ngồi trên ghế cuối cũng cũng ngoan ngoãn một chút, nhưng chỉ có điều trong tay vẫn còn cầm micro, không rõ là đang tâm sự cái gì với nó. An giúp cô thắt dây an toàn rồi mới ra khỏi xe. Dì Khưu, bây giờ em ấy đang ở ngân loan với hai người bạn, dì có thể đưa em ấy về đó. Dì Khư nhíu mày, nhìn An, cô ấy với cậu ở chung một khu. Đúng vậy. Nhà của An là được chủ tịch La cho thuê. Chủ tịch La là một trong những người bạn tốt của dì Khư. Bọn họ thường xuyên đi ca hát cùng nhau. Dì Khư suy nghĩ một chút, nói với An, tôi đưa Lâm Lâm về nhà tôi trước. Nhà chúng tôi ở cùng một khu biệt thự, sau khi cô ấy tỉnh lại có thể trực tiếp về nhà. An nghe dì Khư nói như vậy liền gật đầu, vậy cũng tốt, bây giờ bên Ngân Loan chắc không có ai. Di Khư nhìn anh ta, bỗng nhiên tiến lên một bước, "Cậu thích Lâm Lâm?" An vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Tôi là fan em ấy." Di Khư bật cười, "Thích thì nói thích, có gì mà không dám nhận." "Tôi nói cậu nghe, bây giờ Lâm Lâm vì tình yêu mà thương tích đầy mình, đây chính là một cơ hội tốt, nếu cậu đã thích thì còn chờ gì nữa mà không theo đuổi người ta?" Ăn mím môi, nói với bà ấy một câu đi cẩn thận rồi quay lại KTV. Dì Khư nhún vai, ngồi vào xe, sau đó yêu cầu tài xế cho xe chạy. Lệ Lâm Lâm đang say giấc trên xe, vừa rồi cô ở KTV điên cuồng như vậy, thế mà bây giờ lại ngủ rất ngoan ngoãn. Dì Khưu đưa Lệ Lâm Lâm vào phòng ngủ dành cho khách, cô ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh dậy. Đầu óc Lệ Lâm Lâm mê man, cũng không biết mình đang ở đâu. Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhớ kỹ lại những chuyện xảy ra trước đó, cô nhớ mình đã một mình chạy đến KTV, sau đó hình như dì Khưu cũng có tới. Chẳng lẽ chỗ này là nhà của dì Khư? Cô mang giày, sau đó mở cửa, nhìn ra ngoài một chút rồi mới đi xuống lầu. Dì Khư, chỗ này là nhà của dì thật à? Lệ lâm lâm đi đến phòng khách, có hơi xấu hổ, thật ngại quá, còn phiền gì đến KTV tìm tôi. Không sao, tiện tay mà thôi. Dì Khư mỉm cười nhìn cô, nói, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cũng ổn, chỉ hơi nhức đầu còn có đói bụng. Đói bụng đúng lúc lắm đã làm xong cơm tối, chúng ta ăn cơm trước đi. Dì Khưu nói với cô, sau đó đi vào phòng bếp yêu cầu người giúp việc bưng đồ ăn lên. Lệ Lâm Lâm đã mấy ngày không ăn ngon, bây giờ cuối cùng cũng có chút cảm giác thèm ăn, cô ăn rất ngon lành, dì Khưu, đầu bếp nhà dì tay nghề không tệ nha. Dì Khưu mỉm cười, nhìn cô rồi nói, có thể ăn ngon như vậy, xem ra cô không sao rồi, vốn dĩ ngay từ đầu có đàn ông hay không không quan trọng, quan trọng là cô phải có sự nghiệp vững chắc. Lệ lâm lâm vốn dĩ định quên đi chuyện này, nhưng khi nghe dì Khưu nói như vậy, cô lại nhớ đến một màn kia. Dì Khưu hút một muỗng canh, nói với cô, có phải cảm thấy trong lòng rất khó chịu? Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ thấy khó chịu dù nhiều hay ít. Lúc này, cô nên khiến bản thân trở nên bận rộn, cố gắng làm việc. Vì công việc chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Lệ lâm lâm. Thật không, sao có cảm giác gì đang lừa tôi? Tin tôi đi, đàn ông sẽ phụ lòng cô, nhưng công việc thì không bao giờ. Dì Khưu đặt chiếc muỗng trên tay xuống, nhìn lệ lâm lâm, qua một khoảng thời gian, cô sẽ phát hiện bản thân đã không còn buồn như trước, mà sau khi trải qua giai đoạn cố gắng, cô sẽ thu được những thành quả đáng kể trong công việc, còn kiếm thêm được rất nhiều tiền, đây thật sự là một công đôi việc. Lệ lâm lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, dì nói cũng rất có lý. Đương nhiên là có lý, đây là kinh nghiệm tôi đúc kết được. Dì Khư một lần nữa cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, đừng nói là Trần Nhất Nhiên thật sự muốn thành đôi với thiên kim nhà họ thích đấy nhé. Lệ lâm lâm chợt khựng lại, sau đó nhếch môi, là sự thật, anh ấy nói bọn họ có thể sẽ kết hôn. Kết hôn? Dì Khư chớp mắt, nếu Trần Nhất Nhiên thật sự kết hôn với thích lôi, thì chuyện này nhất định sẽ khiến cơ cấu trong giới kinh doanh của thành phố A thay đổi. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ sự nghiệp của cô đang thăng hoa, nếu cô tập trung vào sự nghiệp, thì trong tương lai cô nhất định sẽ quay lại cảm ơn bản thân ở hiện tại lệ lâm lâm đã từng nghe giáo viên nói những lời này khi còn đi học nhưng không hiểu tại sao khi nó được nói ra từ miệng của dì khưu cô lại rất xúc động vâng lệ lâm lâm ăn tối ở nhà dì khưu còn đặc biệt đi tắm để tẩy sạch mùi rượu trên người sau đó mới trở về nhà về đến nhà lệ lâm lâm liền nói với trần hy và ngô tuệ rằng tối nay mình sẽ ngủ lại đây một đêm hai người cũng không hỏi gì nhiều chỉ có ngô tuệ dặn cô một câu Hôm nay Miu Injo sẽ chính thức phá sóng, muốn cô xem nó. Lệ Lâm Lâm ngẩn người, cô hoàn toàn không nhớ được chuyện này. Cô vào Weibo kiểm tra, khá lắm, lại thêm ba hốc xớt của cô nằm trên bảng hốc xớt. Cô muốn làm cá mặn trong chương trình giải trí, thì ekip của tổ chương trình lại thoải mái thành toàn cho cô, bọn họ xây dựng cho cô thành nhân vật cá mặn, biên tập đã chỉnh sửa rất nhiều phân cảnh cô lười biến trong đó. Sau đó đến cuối trò chơi, cô lại tìm được gấu bông thật trong số gấu bông giả sự tương phản này chính là kết quả mà tổ chương trình mong muốn. Sự thật chứng minh bọn họ đã thành công, biểu hiện của Lệ Lâm Lâm trong chương trình thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Cả ba hot search lần lượt là Âu Hoàng Lệ Lâm Lâm, Vơ Sai Lâm, em còn cảm thấy nó khá đại trà. Hoàng đế châu Âu, đề cập đến những người chơi cực kỳ may mắn. Vơ Sai, một từ đang hót trên Internet Trung. Dùng để mô tả việc khoe khoang một cách khiêm tốn Mình đã giải thích ở chương 29 rồi ý Lệ Lâm Lâm, hay là cô sẽ gây dựng sự nghiệp nhỉ? Bởi vì gây dựng sự nghiệp thật sự quá dễ dàng. Lệ Lâm Lâm gửi một tin nhắn cho Ngô Tuệ, nói muốn cô ấy chuẩn bị tất cả thư mời công việc gần đây cho cô, ngày mai cô sẽ xem hết tất cả. Lệ Lâm Lâm đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật sự khiến Ngô Tuệ mất ăn mất ngủ, hơn nữa còn có cảm giác như sắp có một vị lãnh đạo đột nhiên đến thị sát công việc. Sang ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm thật sự nghiêm túc nghiên cứu tài liệu mà Ngô Tuệ đã chuẩn bị, nội tâm Ngô Tuệ lại cảm thấy không ổn. Lâm Lâm, cậu có chuyện gì hả? Sao bỗng nhiên khác thường như vậy? Lệ Lâm Lâm nhìn tài liệu trong tay, cũng không thèm ngẩng đầu, không phải ngày nào cậu cũng kêu mình làm việc sao? Mình có kêu, nhưng có thấy cậu nghe lời bao giờ? Bây giờ mình cảm thấy cậu nói rất đúng. Lệ Lâm Lâm đứng lên, vẻ mặt đầy quyết tâm, chẳng phải vì khách mời trong chương trình đã nói rằng mình rất dễ kiếm tiền, còn đối tượng để yêu thì rất khó tìm hay sao nên bây giờ lệ lâm lâm này xin tuyên bố kể từ ngày hôm nay tiền chính là đối tượng yêu thích của mình tác giả có lời muốn nói ngày mai tôi sẽ bắt đầu ngược nam chính xoa bàn tay trần nhất nhiên sợ hãi chấm Nữ nữu cổ lộc nữ hổ lộc tên người có liên quan đến bộ phim chân hoàng truyện bộ phim Chân Hoàng truyện được đặt vào triều đại nhà Thanh thời kỳ ung chính, kể về cô gái người Hán tên gọi Chân Hoàng, là con gái của đại lý tự thiếu khanh chân viễn đạo. Trong kỳ tuyển tú đầu tiên sau khi lên ngôi của ung chính đế, dù đã cố tình ăn mặc và trang điểm đơn giản nhưng chân hoàng vẫn lọt vào mắt xanh của thiên tử vì có dung mạo đến năm phần giống hoàng hậu quá cố của ông là thuần nguyên hoàng hậu. Cùng trúng tuyển đợt tuyển tú này còn có người chị thân thiết với cô là Thẩm mi Trang sau khi bất bình ra tay trượng nghĩa thì cô lại kết nghĩa chị em với một tú nữ xuất thân không cao là An Lăng Dung. Cả ba đều được chọn làm phi tần mới vào hậu cung, riêng chân hoàng còn được phong hiệu là hoàng, là người duy nhất trong các phi tần mới tuyển có được phong hiệu. Được sự chỉ dẫn tận tình của các trưởng sự cô cô, ba người hiểu được những phe cánh trong hậu cung với một bên là hoa phi niên thế lan trẻ đẹp đắc sủng, già thế hơn người, kiêu căng ngạo mạn và hoàng hậu ô lạp na lạp nghi tu lúc nào cũng tỏ ra đức độ hiền từ. Ban đầu, chân hoàng luôn muốn đứng ngoài cuộc tranh giành của những người ấy, nhưng khi cô được hoàng đế sủng hạnh cũng là lúc cô không thể không bước chân vào cuộc chiến, từng bước học cách tính kế để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia tộc. Thế nhưng tưởng như mình đã hoàn toàn chiến thắng sau khi đánh bại Niên Thế Lan, chân hoàng đau đớn đối diện sự thật rằng hoàng đế từ tước đến nay vẫn chỉ xem cô là một thế thân của thuần nguyên hoàng hậu, đồng thời cũng nhận ra vị hoàng hậu mà cô luôn nghĩ là đồng minh của mình hóa ra lại là bậc thầy ném đá giấu tay. Tuyệt vọng vì cảm thấy bị sỉ nhục, sau khi hạ sinh con gái của mình với hoàng đế, chân hoàng xuất gia làm ni cô, và cũng trong đoạn thời gian này mà cô kết duyên được với quả quận vương Doãn Lễ, em trai thứ 17 của hoàng đế. Mối tình của cả hai nhanh chóng kết thành cái thai song sinh trong bụng chân hoàng, nhưng giữa lúc đó cô nghe tin Doãn Lễ chết. Không tin đấy là tai nạn, ngày sau đó biết gia đình của mình cũng bị ám hại, chân hoàng hạ quyết tâm lợi dụng chuyến thăm viếng của hoàng đế mà hồi cung. Lần này chân hoàng được sửa họ thành nữ hổ lộc, được đổi thành phong hiệu là hy, Hi vị hiệu phi, bước vào một hành trình mới phục thù. Nguồn, Wikipedia Vì vậy, bây giờ họ này được mọi người sử dụng như để nói trái tim đã chết khiến tôi trưởng thành, tôi sẽ trở thành một con người cao quý và mạnh mẽ hơn. Chương 38, Chuyển nhà Mặc dù trước đây Ngô Tuệ luôn muốn lệ lâm lâm tập trung vào sự nghiệp, nhưng bây giờ cô bỗng nhiên nhiệt tình như thế, điều này khiến Ngô Tuệ cảm thấy hơi hoảng sợ, cậu có thể nghĩ được như vậy mình rất vui, nhưng không có nhân nhị gì hết. Lệ lâm lâm đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn Trần Hy vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Hi hi, cậu đến rất đúng lúc, mình có chuyện muốn nói với hai cậu. Trần Hy liếc mắt nhìn sang ngô tuệ, thấy cô ấy cũng đang bối rối, chuyện gì? Lệ lâm lâm nói, mình chuẩn bị dọn ra khỏi chỗ này, nếu các cậu muốn tiếp tục ở lại đây thì mình sẽ chuyển về nhà, nhưng nếu các cậu muốn đi cùng mình, thì chúng ta sẽ tìm một nơi khác để ở. Trần Hy ngẩn người, nói với cô, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện chuyển nhà lệ lâm lâm trả lời bởi vì mình đã ân đoạn nghĩa tuyệt với trần nhất nhiên mình sẽ không tiếp tục sống trong nhà của anh ấy nữa trần hy không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến như thế vì chuyện đi coi mắt hả cậu bắt gặp rồi sao lệ lâm lâm xoay xoay tài liệu trên bàn mở miệng nói ồ à, vô tình gặp phải anh ấy đang cùng đối tượng coi mắt của mình ăn cơm ngô tuệ và trần hy nhìn nhau một cái cẩn thận hỏi cô là chuyện của ngày hôm qua. Ừ, lệ lâm lâm khẽ gật đầu, anh ấy nói bọn họ có thể sẽ kết hôn. Cái gì? Trần Hy vô cùng kinh ngạc, khi cô ấy nghe chuyện Trần Nhất Nhiên đi coi mắt, mặc dù cũng hơi bất ngờ, nhưng trong tiềm thức vẫn nghĩ anh ấy chỉ đi cho có lệ, nhất định cuối cùng sẽ không thành đôi, vậy mà bây giờ anh ấy lại suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Không thể nào, là anh Nhất Nhiên nói như vậy với cậu sao? Ừ, anh ấy nói ở độ tuổi này thì chỉ có gấp rút kết hôn mà thôi. Trần Hi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lệ Lâm Lâm, không được rồi, mình cần thời gian để lấy lại bình tĩnh. Ngô Tuệ bên cạnh vẫn đang bình tĩnh, nhìn Lệ Lâm Lâm rồi nói, nếu cậu muốn chuyển ra ngoài thì mình nhất định cũng sẽ đi theo, mình là người đại diện của cậu mà, mình sống ở đây một mình cũng không ý nghĩa. Lệ Lâm Lâm hỏi, còn Hi Hi thì sao? Trần Hi nói, nếu hai cậu đều đã chuyển đi thì mình cũng phải đi theo chứ sao, mình ở chỗ này một mình để làm gì? Vậy thì tốt rồi lệ lâm lâm mỉm cười nhìn hai người mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ tìm nhà khác để ở về phía trợ lý ngô phiền cậu nói với anh ấy một tiếng nhé hi hi được thôi trần hy đồng ý nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi lâm lâm thật sự là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh nhất nhiên đến trợ lý ngô cũng bị phán án tử hình cái kia ngô tuệ cắt lời chuyện chuyển nhà thì không có vấn đề nhưng mình có một chút thắc mắc lệ lâm lâm nhìn về phía ngô tuệ cậu nói đi Ngô Tuệ nói với cô, cậu vẫn sẽ tham gia chương trình giải trí chứ? Vì Miu In The Wood là do Hoa Sang đầu tư, chương trình cũng là để quảng bá cho hạng mục của công ty. Lệ Lâm Lâm nhíu mày, nói với Ngô Tuệ, mình đã nghĩ qua chuyện này, đương nhiên mình cũng muốn rời khỏi chương trình lắm chứ, nhưng nếu mình rút lui giữa đường, thì nhất định sẽ khiến chương trình bị ảnh hưởng, con người của mình từ trước đến nay, không thích vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tập thể. Cậu nói như vậy thì mình yên tâm rồi ngô tuệ thở ra một hơi mặc dù lệ lâm lâm không có nhiều tham vọng trong công việc nhưng một khi cậu ấy đã nhận việc gì thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành hơn nữa tổ chương trình trả tiền cát xê nhiều như vậy không cần thì phí quá dù sao ở trong chương trình mình cũng chỉ toàn lười biếng ngô tuệ được rồi cho cô rút lại câu nói lúc nãy trần hi nhìn lệ lâm vẻ mặt lo lắng lâm lâm có thật là cậu không có chuyện gì không hay là cậu khóc một trận cho đã đi, khóc ra sẽ tốt hơn nhiều. Lệ lâm lâm, không cần đâu, ngày hôm qua mình đã đi tìm mấy anh trai ở KTV, chúng mình đã hát nguyên buổi chiều. Trần Hy Vậy mà không đưa cô đi chung. Hai cậu không cần lo lắng, mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Lệ lâm lâm nói, từ nhỏ cho tới lớn, mình chăm chỉ học hành, cố gắng đọc thật nhiều sách đều là vì Trần Nhất Nhiên. Còn bây giờ mình tập trung vào sự nghiệp, chính là vì bản thân mình đúng, đàn ông là cái thá gì? Trần Hy Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ cùng nhau mắng chửi đàn ông một hồi, cuối cùng cũng bắt tay vào việc chuyển nhà. Lệ Lâm Lâm chưa từng thuê nhà, nên bây giờ phải tải áp cho thuê nhà về máy. Cô nghiên cứu một lúc, cảm thấy chẳng có căn nhà nào nổi bật, cho nên mới nói, biệt thự lớn nhà cô vẫn là tốt nhất. Này, hay là mình vào nhóm chat của mấy vị phu nhân hỏi nha? Mình cảm thấy các gì ấy có nhiều bất động sản lắm. Lệ lâm lâm nhìn nhà trên áp đến hoa mắt chóng mặt, liền nghĩ ra một đường tắt. Ngô Tuệ nghe cô nói xong, cảm thấy cách này cũng ổn, hỏi thì hỏi được đó, nhưng người ta có bằng lòng cho mình thuê không thì là chuyện khác. Cũng đâu có sao, mình chỉ hỏi một chút thôi, cũng không phải mình kề giao vô cổ bắt họ cho mình thuê đúng không? Lệ lâm lâm vừa nói vừa nhấn vào nhóm chat, nếu như bọn họ không cho mình thuê, thì chắc hẳn cũng biết một vài chỗ chất lượng cho thuê, mối quan hệ của mấy vị phu nhân nhất định sẽ động hơn chúng ta rất có lý vậy cậu mau hỏi đi mình sẽ lên mạng tìm tiếp trần hi ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người các cô sau đó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý ngô gần đây trợ lý ngô đã giúp trần nhất nhiên tìm được một tòa nhà mới mở bán lần trước anh ta cũng có thu thập một số tòa nhà khác nhưng trần nhất nhiên lại không mấy quan tâm lần này danh sách bất động sản có vẻ ổn dựa theo sự hiểu biết của anh ta với trần nhất nhiên thì nó rất phù hợp với sở thích của anh anh chắc chắn sẽ thích nhưng ngoài những thông tin bất động sản này ra anh ta còn có một chuyện khó nói khác, anh ta suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nói như thế nào với anh. Cậu có chuyện gì? Trần Nhất Nhiên đặt tài liệu bất động sản mà trợ lý Ngô vừa tổng hợp sang một bên, định để lát nữa mới xem xét, nhưng thấy trợ lý Ngô cứ đứng một chỗ do dự, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng dài dòng. Vâng. Là chuyện liên quan đến cô Lệ Lâm Lâm, không biết tổng giám đốc Trần đã. Nói. Trợ lý Ngô do dự đặt một tấm ảnh được dung to lên bàn tổng giám đốc, đây là ảnh do người của chúng ta ở ktv chụp được ngày hôm qua trợ lý ngô nói với tốc độ cực nhanh hận không thể từ văn phòng làm việc của trần nhất nhiên bay ra ngoài quả nhiên sau khi trần nhất nhiên nhìn thấy ảnh chụp thì sắc mặt liền thay đổi là chuyện của ngày hôm qua tại sao hôm qua không nói hôm nay tôi mới nhận được ảnh những đồng nghiệp đó đã đến ktv để tiếp khách vì vậy mới có bức ảnh này trần nhất nhiên mím môi không nói gì Tất nhiên là không hài lòng với lời giải thích của trợ lý Ngô. Cậu có hỏi bọn họ đưa Lâm Lâm đi đâu không? Giọng nói của anh so với vừa rồi thấp hơn rất nhiều, trái tim nhỏ bé của trợ lý Ngô chịu không nổi bắt đầu đập loạn, có hỏi. Nói là chủ tịch Khưu của công ty khoa học kỹ thuật Kim Khải đưa đi. Lại là bà ta. Trần Nhất Nhiên nhíu chặt lông mày, ánh mắt liếc nhìn tấm ảnh trên bàn. Bức ảnh được chụp khi An Bế lệ Lâm Lâm ra khỏi KTV trên tay lệ lâm lâm còn cầm theo micro, đầu dựa vào vai An, xem ra là đã say mềm. Trần Nhất Nhiên hiếp mắt, cầm lấy tấm ảnh vào thành một cục, ném nó xuống đất. Trợ Lý Ngô Căn phòng nhất thời chìm vào yên tĩnh, trợ Lý Ngô muốn khuyên anh gọi điện thoại cho em gái lâm lâm, nhưng anh ta hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, điện thoại di động của trợ Lý Ngô vang lên, suy nghĩ đầu tiên là sẽ tắt máy, nhưng khi lấy điện thoại ra, lại phát hiện người gọi tới là Trần Hy anh ta nhấn nút nhận. Chào anh, trợ lý ngô, tôi là Trần Hy. Trần Hy bên kia điện thoại chào hỏi anh ta, sau đó bắt đầu sắp xếp từ ngữ của mình. À, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi cùng với Lâm Lâm và Ngô Tuệ dự định sẽ chuyển ra khỏi Ngân Loan. Chúng tôi sẽ tự mình thu dọn đồ đạc nên không cần phiền đến anh, sắp tới chúng tôi cũng sẽ tự tìm nhà, vì vậy làm phiền anh nói với anh nhất nhiên một tiếng giúp tôi. À, được. Trợ lý Ngô cúp máy khó khăn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc trần nhất nhiên nhíu mày hỏi anh ta sao vậy là trần hi gọi điện tới trợ lý ngô cảm thấy nếu ngày hôm nay anh ta trả lời không cẩn thận thì ngày này năm sau chính là ngày dỗ của mình hi hi em ấy tìm cậu làm gì cô ấy nói bọn họ sẽ chuyển ra khỏi ngân loan sau này cũng sẽ tự tìm nhà trong nháy mắt lông mày của trần nhất nhiên càng nhíu chặt làm càng có nói tìm nhà ở đâu không? Không có nói. Trần Nhất Nhiên mím môi, liếc nhìn tấm ảnh bị anh ném dưới đất, đứng dậy đi ra ngoài, tới Ngân Loan. Nhưng, Tổng Giám Đốc Trần, nửa tiếng sau anh còn có một cuộc họp. Dời xuống. Vâng. Trợ lý ngô một bên giúp anh sắp xếp xe, một bên thông báo với trợ lý rằng cuộc họp sẽ hoãn lại, sau đó vội vàng chạy vào thang máy theo Trần Nhất Nhiên. Nhà ở Ngân Loan, Trần Nhất Nhiên chỉ đến hai lần, một là lúc mới mua, hai là lúc sửa sang lại nhà cửa. Về sau cũng không thấy anh lên đó lần nào, ngay cả lần trước đưa Lệ Lâm Lâm về, ảnh chỉ đứng dưới lầu tiễn cô. Thậm chí, trợ lý Ngô còn nghi ngờ anh không thể nhớ nổi nhà mình ở tầng nào. Trần nhất nhiên có rất nhiều bất động sản, việc không nhớ được số nhà hay số tầng cũng là chuyện bình thường, nhưng với Ngân Loan thì anh lại nhớ rất rõ, có lẽ là do ở đó có đám người của Lệ Lâm Lâm ở đó. Sau khi đến Ngân Loan anh đi thang máy lên thẳng tầng 23. Thang máy di chuyển rất nhanh, trợ lý Ngô nhìn những con số hiện lên trên màn hình, cảm thấy trái tim của mình cũng sắp nhảy ra ngoài. Một tiếng ding vang lên, thang máy đã lên đến tầng 23. Thang máy vừa mở ra, Trần Nhất Nhiên lập tức bước ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy, anh liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Thật là trùng hợp, đó là người đã bế lệ lâm lâm ra khỏi KTV. Mặc dù anh ta mặc quần áo đơn giản hơn so với khi ở ktv nhưng trần nhất nhiên vẫn nhận ra anh chợt dừng bước lông mày cũng nhíu lại thành chữ xuyên ngay sau đó lệ lâm lâm từ trong nhà đi ra đưa cho người đàn ông đó chiếc thùng cát tông còn cái này nữa cảm ơn anh nha lục duệ châu nghe cô nói thì mỉm cười anh ta vừa quay đầu thì nhìn thấy trần nhất nhiên lệ lâm lâm phát hiện sắc mặt của anh ta có hơi kỳ quái nên bước lên phía trước nhìn một chút sau đó liền nhìn thấy trần nhất nhiên đang đứng ở cửa thang máy nụ cười trên mặt lệ lâm lâm cứng lại, cô xoay người vào nhà lấy hành lý của mình. Trần Nhất Nhiên sải bước đi tới, ở phía sau gọi giật cô lại, lệ lâm lâm, em đứng lại cho anh. Lục Duệ Châu vô thức bước sang bên cạnh một bước, đứng trước mặt lệ lâm lâm, hành động này càng khiến Trần Nhất Nhiên không vui. Tại sao cậu lại ở đây? Anh nhìn Lục Duệ Châu, ánh mắt lạnh như băng, đừng nói với tôi là cậu đã ở chỗ này cả đêm hôm qua. Trợ lý ngô đi sau lưng anh, Trái tim cũng sắp trụ không nổi, không thể nào, không thể nào, em gái Lâm Lâm sẽ không để người đàn ông này ở lại qua đêm đâu. Lệ Lâm Lâm kéo vali của mình, từ sau lưng lục duệ châu ló đầu ra, cười ha ha với Trần Nhất Nhiên, không dám giấu anh, anh ấy đã ở chỗ này hơn 2 tháng rồi. Chương 39, chuyển nhà 2.0. Một câu nói của Lệ Lâm Lâm khiến cả hành lang chìm vào yên tĩnh, trợ lý Ngô thật sự không dám nhìn vào biểu cảm của Trần Nhất Nhiên cửa thang máy lúc này lại vang lên một tiếng điên, Ngô Tuệ và Trần Hy cùng bước ra khỏi thang máy. Lâm Lâm, sao cậu? Trần Hy vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đứng ngay cửa. Áp suất không khí chỗ đó cực kỳ thấp, Trần Hy và Ngô Tuệ theo bản năng dừng bước, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, anh Nhất Nhiên, ách, sao anh lại tới đây? Trần Hy nhỏ giọng hỏi một câu. Trần Nhất Nhiên nhìn Lục Duệ Châu một chút, sau đó quay đầu nhìn các cô, các em đang làm gì? dọn nhà trần hy và trần nhất nhiên từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt anh nhất nhiên là một người anh trai luôn hết mực cưng chiều em gái nói thật đây là lần đầu tiên trần hy cảm thấy trần nhất nhiên có hơi đáng sợ nhưng ngô tuệ đứng bên cạnh không hề cảm thấy cái gọi là có hơi cô ấy còn tưởng rằng lần trước trần nhất nhiên nổi giận ở ktv là ghê gớm lắm rồi nào ngờ hôm nay còn có thể đáng sợ hơn ngô tuệ theo bản năng sinh tồn mà núp sau lưng trần hy Trần Nhất Nhiên cũng không để ý đến hành động nhỏ này, chỉ nhìn Trần Hy rồi hỏi, chuyển đi đâu? Tìm được nhà chưa? Cái này. Trần Hy liếc mắt nhìn lệ lâm lâm đứng ở cửa, nhất thời không nói gì. Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Duệ Châu và lệ lâm lâm, sau đó lại hỏi Trần Hy, em quen biết người này. À. Trong lòng Trần Hy như phát điên, tại sao cứ muốn cô trả lời những câu hỏi khó như vậy, tại sao cứ nhất quyết hỏi cô vậy hả? Thật may mắn, lục duệ châu đã nhìn thấy tình thế khó khăn của trần hy chủ động nói tôi ở nhà đối diện trần nhất nhiên hơi nhíu mày nhìn thẳng vào anh ta đối diện ừ chủ của nhà đối diện là la ngọc căn nhà này là chủ tịch la cho chúng tôi thuê chúng tôi lông mày của trần nhất nhiên nhíu càng ngày càng chặt còn có ai hai đồng nghiệp của tôi hai đồng nghiệp của anh ta không cần nói cũng biết nghề nghiệp là gì Trần Nhất Nhiên mím môi, quay đầu nhìn trợ lý ngô. Trợ lý ngô. Chuyện này anh ta thật sự không biết gì hết. Chủ nhà sẽ không thông báo với anh ta rằng bọn họ sẽ đưa nhà cho ai. Tổng giám đốc Trần. Được rồi. Trần Nhất Nhiên ngắt lời trợ lý ngô, nói, cậu mau giúp các em ấy chuyển nhà, chỗ này thật sự không thể ở. Không cần. Lệ Lâm Lâm kéo vali của mình từ trong nhà đi tới, mỉm cười nhìn Trần Nhất Nhiên và trợ lý ngô, Khoảng cách ngắn như vậy cũng không dám phiền các anh. Bọn em chuyển lên lầu. Trợ lý Ngô, em gái Lâm Lâm thật sự là muốn hết lòng chọc giận tổng giám đốc Trần. Quả nhiên sắc mặt của Trần Nhất Nhiên ngày càng đen. Anh nhìn chầm chầm lệ Lâm Lâm một lúc, hỏi cô, ai cho em thuê nhà? Lệ Lâm Lâm cười nói, chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp. Chủ tịch La là bạn tốt của Dì Khưu. Em với các Dì ấy có một nhóm chát riêng. Trước đó Chủ tịch La cũng có mua một căn nhà khác với một người bạn ở trên lầu mà thật tình cờ người bạn kia cũng ở trong nhóm, anh nói xem có phải rất trùng hợp không? Trợ lý ngô. Vừa rồi em có vào nhóm chat hỏi thăm một chút, các dì ấy rất vui vẻ nói cho em biết mật khẩu nhà, còn nói chúng em cứ dọn đồ lên ở là được, tiền thuê nhà cũng sẽ không tính. Ai da, một cô gái dễ thương như em, ai mà lại không thích được chứ? Ngô Tuệ Tại sao trước đó cô không phát hiện, lệ lâm lâm có thể khó đoán như vậy? Lục Duệ Châu, chúng ta đi thôi, anh cầm lâu như vậy chắc cũng mệt rồi." Lệ Lâm Lâm nói xong liền cùng Lục Duệ Châu đi lên lầu, lúc cô đi ngang qua Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên rất muốn giữ tay cô lại, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được, chỉ kêu cô một tiếng. "Lâm Lâm." Có thể nghe thấy trong giọng nói của Trần Nhất Nhiên đang kiềm chế cơn tức giận, "Em có bao giờ nghĩ, tại sao mấy người đó lại đối xử tốt với em hay không?" Chủ tịch khưu của khoa học kỹ thuật Kim Khải, bà ấy là một thương nhân, sẽ không phải là người đơn giản như em nghĩ cũng sẽ không phức tạp như anh nghĩ. lệ lâm lâm nhìn anh, sau đó quay đầu kêu lục duệ châu lên lầu. ngô tuệ cũng theo hai người đi vào thang máy. trần hy bên này cũng định chạy theo, nhưng lại bị trần nhất nhiên gọi ngược trở về. anh à nhà, anh ơi, có chuyện gì từ từ nói. vừa rồi em cũng cảm thấy lâm lâm hơi quá đáng thật. trần hy chủ động dơ cờ trắng đầu hàng, rõ ràng là lệ lâm lâm chọc giận trần nhất nhiên. nhưng tại sao người hứng đạn luôn là các cô vậy chứ? trần nhất nhiên nhìn trần hy hỏi cô ấy, ngay từ đầu các em đã biết những người ở KTV sống đối diện các em. Cũng, cũng không phải là ngay từ đầu. Trần Hy liếm đôi môi khô khốc của mình, là, là ngày đầy tiên bọn em chuyển đến. Trợ Lý Ngô. Sắc mặt Trần Nhất Nhiên lại trở nên khó coi, tại sao không nói cho anh? Trần Hy đảo mắt nhìn xung quanh, không dám đối mặt với anh, là vì... Vì chuyện này cũng không có gì để nói. Anh đừng kỳ thị nghề nghiệp của người ta, người ta cũng làm ăn đàng hoàng mà vậy sao trần nhất nhiên bật cười vậy tại sao các em không dám nói cho anh biết hay để anh nói với cậu một tiếng trần hy không đâu anh nói anh là người lớn mà nếu đã là người lớn thì sẽ không chơi mách phụ huynh đâu đúng không trần hy cười cười nhìn anh ra sức lấy lòng cười cũng vô dụng trần nhất nhiên nói anh sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho các em trần hy thu lại nụ cười Biểu Môi nói, "Tùy anh, nhưng cùng lắm anh chỉ có thể quản được em thôi, Lâm Lâm người ta muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đấy, anh quản được chắc." Anh cũng đừng nói là anh sẽ đi mất với chú lệ, anh có gan thì đi nói đi, đến lúc đó chú lệ hỏi tại sao bọn em lại dọn ra khỏi chỗ của anh thì bọn em chỉ cần nói thẳng anh hẹn hò với đối tượng coi mắt và bị Lâm Lâm bắt gặp, sau đó anh còn nói một câu chọc giận Lâm Lâm. Anh chọc giận em ấy lúc nào? Còn không phải sao? Lâm Lâm đã tuyên bố sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh. Anh phải tự biết câu trả lời đi chứ. Trần nhất nhiên. Nếu anh không sợ chú lệ nhắc anh vào bao bố thì anh cứ mất đi. Dù sao thì anh cũng chỉ là một đứa con nít chuyên đi cáo trạng với người lớn. Trần Hy nói xong, một giây cũng không cho anh phản ứng, lập tức chạy vào lối cầu thang thoát hiểm. Dám nói không dám nhận, thật đúng là nữ hào hiệp. Kết quả vẫn để anh ta một mình gánh chịu sự tức giận của tổng giám đốc Trần. Trần nhất nhiên đứng im tại chỗ, cũng không đuổi theo Trần Hy. Anh trầm mặt một lúc mới nghiêng đầu hỏi trợ lý ngô, lầm lầm nói ân đoạn nghĩa tuyệt là có ý gì? Tôi đoán là ý trên mặt chữ. Dù sao thì người hiểu rõ câu trả lời nhất vẫn là tổng giám đốc Trần. Bây giờ đến nhà của tổng giám đốc Trần người ta thậm chí còn không muốn ở. Nhưng em gái lâm lâm ở trong nhà của tổng giám đốc Trần, vậy mà lại có đàn ông khác, xem ra cũng có chút tài năng. Trần nhất nhiên đứng tại chỗ trầm mặt, sau đó nói với trợ lý ngô, tôi về công ty trước, cậu ở lại đây, nếu các em ấy cần giúp cái gì thì cứ giúp vâng tổng giám đốc trần trần nhất nhiên nói xong quay người đi vào thang máy trợ lý ngô nhìn anh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm lúc trợ lý ngô quay trở về công ty trần nhất nhiên vừa họp xong một cuộc họp thấy trợ lý ngô về sớm hơn dự tính liền đi tới hỏi sao về sớm vậy các em ấy dọn nhà xong rồi trợ lý ngô cười khổ nói thưa tổng giám đốc trần chuyện là thế này có vẻ như cô Lệ Lâm Lâm không muốn chào đón tôi, các cô ấy cũng không cần tôi giúp đỡ, có chuyện gì cũng đều tìm đến mấy chàng trai ở lầu dưới. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nhìn anh ta rồi hỏi, sao cậu lại đắc tội em ấy? Trợ lý ngô im lặng một chút, tôi không có đắc tội với cô Lệ, có lẽ là do giận cá chém thất. Trần Nhất Nhiên Trần Nhất Nhiên không nói gì, trợ lý ngô cũng cảm thấy anh thật tội nghiệp, liền yếu ớt lên tiếng, tổng giám đốc Trần, anh đừng quá lo lắng, các chàng trai ở KTV đều khá đẹp trai, còn dễ lấy lòng các cô gái nhỏ, nhưng mà... Trần Nhất Nhiên không đợi anh ta nói xong đã ngắt ngang, cậu cũng cảm thấy cậu ta đẹp trai. Trong nháy mắt trợ lý ngô liền hiểu ra anh đang ám chỉ lục duệ châu, vội vàng bào chữa, nhưng không đẹp bằng anh. Trần Nhất Nhiên hơi trầm mặt, từ khi nào mà anh lại rơi vào tình trạng cùng người khác ganh đua nhan sắc. Trợ lý ngô bên cạnh âm thầm quan sát biểu cảm của anh, nói thật, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một trần nhất nhiên như thế này lúc giải quyết công việc trần nhất nhiên luôn trong trạng thái bình tĩnh và lý trí nhưng chỉ khi gặp chuyện có liên quan đến em gái lâm lâm thì anh không còn là anh đây đích thực là tình yêu trước đây trợ lý ngô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một người đàn ông như trần nhất nhiên khi yêu vào sẽ như thế nào và anh sẽ thích mẫu người con gái ra làm sao mỗi ngày anh luôn làm việc ngoài công việc thì chỉ có công việc nhưng nhìn phản ứng bây giờ của anh thì chắc hẳn là anh đã yêu hóa ra tổng giám đốc trần cũng biết yêu đương cậu giúp tôi thu xếp một chút tôi muốn chuyển đến ngân loan sau một hồi suy nghĩ trần nhất nhiên rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng trợ lý ngô có hơi bất ngờ anh muốn chuyển đến ngân loan ừ môi trường làm việc trong ktv không đơn giản để ba em ấy ở cùng bọn họ tôi không yên tâm nếu các em ấy đã không tình nguyện chuyển ra ngoài thì anh chỉ có để chuyển vào mà thôi trợ lý ngô gật đầu nói với anh vâng tổng giám đốc trần tôi sẽ đi thu xếp ngay bây giờ đừng làm quá phức tạp tối nay tôi muốn chuyển vào chuyện này trợ lý ngô có chút khó xử nhưng căn nhà đó các cô ấy đã ở qua cần phải dọn dẹp lại một chút anh ta biết trần nhất nhiên có bệnh thích sạch sẽ mặc dù nó không tính là nghiêm trọng nhưng mỗi lần anh ở khách sạn những vật dụng cá nhân đều là đồ mới nếu người khác đã dùng qua thì anh sẽ không cần căn nhà bên ngân loan ba người bọn họ cũng đã ở được mấy tháng hôm nay vừa mới chuyển đi, vì vậy nếu muốn dọn dẹp kỹ lưỡng trong ngày hôm nay thì chắc chắn không kịp. Không sao. Trần Nhất Nhiên ngồi xuống ghế tổng giám đốc, nhìn trợ lý ngô phía đối diện, tôi nhớ cậu có nói lâm lâm ngủ ở phòng ngủ chính phải không? Dọn dẹp phòng này trước, tôi sẽ ngủ ở đó. Còn lại thì ngày mai cậu gọi người đến thu dọn sau. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Bởi vì thời gian có hạn, nên trợ lý ngô chỉ có thể dọn dẹp đơn giản, thậm chí anh ta còn cảm nhận được hơi thở của em gái Lâm Lâm vẫn còn trong phòng. Nhưng có lẽ Tổng Giám Đốc Trần sẽ không để ý. Hôm nay đám người lệ Lâm Lâm dọn nhà, nên việc căn nhà chút lộn xộn là điều không thể tránh khỏi. Trần Nhất Nhiên nhíu mày đi qua phòng khách, chỉ khi bước đến phòng ngủ chính thì lông mày mới hơi giãn ra. Tổng Giám Đốc Trần, tôi đã liên hệ nhân viên dọn dẹp, sáng ngày mai bọn họ sẽ đến tổng vệ sinh căn nhà. Nếu anh có chỗ nào không hài lòng với phòng ngủ chính, tôi sẽ giúp anh dọn dẹp lại một chút tôi tự làm được trần nhất nhiên đi dạo một vòng trong phòng ngủ chính ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn các vật dụng trên giường đều đã thay mới những món đồ của cô lệ cũng đã được cô ấy mang đi trợ lý ngô chủ động nói ừ trần nhất nhiên đáp lại một cách tùy ý nói với anh ta cậu về trước đi sáng mai đến đón tôi đúng giờ vâng tổng giám đốc trần trợ lý ngô gật nhẹ đầu cầm lấy cặp da rời khỏi Trần Nhất Nhiên lấy vài bộ quần áo của mình ra khỏi vali, sau đó treo chúng vào tủ, ánh mắt vô tình nhìn thấy một thứ màu hồng nằm trong góc tủ. Anh nhìn một lúc, cúi xuống nhặt thứ đó lên, sau đó phát hiện là nội y của nữ. Trần Nhất Nhiên lập tức biến sắc, giống như đang cầm trên tay một củ khoai lang nóng, anh vội vàng đặt nó lên giường. Cái này có lẽ là do Lâm Lâm làm rơi, cũng không biết em ấy có phát hiện không, sau đó sẽ quay lại đây cầm về. Nhưng nếu em ấy không lấy nó về vậy anh phải xử lý nó như thế nào đây? Trần Nhất Nhiên nhìn chầm chầm vào món đồ kia, rồi xoay đầu nhìn sang chỗ khác, anh lấy đồ ngủ trong vali, sau đó đi vào phòng tắm. Phòng tắm trong phòng ngủ chính vô cùng lớn, không chỉ có vòi hoa sen mà còn có cả bồn tắm hình tròn. Trần Nhất Nhiên xả nước vào bồn tắm, anh định tắm trước rồi sau đó sẽ ngâm mình, nhưng vừa cởi áo thì đã nghe thấy điện thoại trên bồn rửa tay vang lên một tiếng. Trần Nhất Nhiên cầm lên xem, là tin nhắn của trợ lý ngô. Tổng giám đốc Trần, có lẽ cô lệ đã sử dụng qua bồn tắm trong phòng tôi chỉ mới vệ sinh bằng nước lạnh ngày mai mới có thể làm sạch một cách kỹ càng tối nay anh đừng dùng nhé trần nhất nhiên suy nghĩ trả lời anh ta đã biết trần nhất nhiên đặt điện thoại sang một bên nhìn qua bồn tắm đã xả đầy nước nếu bồn tắm đã xả đầy nước như vậy mà anh không xài thì lãng phí quá trần nhất nhiên nghĩ đến đây không nói hai lời ngồi vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm bao nhiêu phiền não trong lòng của Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng bay đi. Anh nhắm mắt tựa vào thành bồn, thoải mái thở ra một hơi. Thời gian dường như chậm lại, làn nước trôi nhẹ nhẹ như muốn vỗ về làn da, mang đến cho con người ta một loại cảm giác thoải mái hiếm có. Trần Nhất Nhiên đang ngâm mình rất thoải mái, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hình như có người đi vào. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, an ninh ở ngân loan rất tân tiến và nghiêm ngặt không có khả năng người ngoài có thể lẻn vào nhà một cách dễ dàng như vậy. Anh vẫn chưa đổi mật khẩu cửa, cũng không xóa dấu vân tay, người có thể tự do ra vào chỉ có thể là các cô. Trần Nhất Nhiên gõ nhẹ ngón tay lên thành bồn, sau đó đứng dậy mặc áo choàng tắm, mở cửa đi ra ngoài nhìn thử một chút. Lệ Lâm Lâm đang đứng ngẩn người ở trong phòng, rõ ràng lúc cô rời đi đã tháo hết ga nệm, nhưng bây giờ trên giường lại xuất hiện một bộ mới, trong góc còn có một chiếc vali, giống như có người đã chuyển đến chẳng lẽ hôm nay bọn họ vừa chuyển đi, Trần Nhất Nhiên liền cho người khác căn nhà này. Hừ, đàn ông quả nhiên đều là một lũ khốn nạn. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, cửa phòng tắm kêu lên hai tiếng lạch cạch, hình như có ai đang đi ra. Cô quay đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó trông thấy. Trần Nhất Nhiên đang từng bước bước về phía này, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Toàn thân anh ướt đẫm, áo choàng tắm cũng thấm không ít nước, mái tóc ngắn màu đen vẫn còn hơi ẩm, có vài giọt nước động lại trên tóc không chịu được sức nặng mà rơi xuống vùng xương quai xanh trông gợi cảm vô cùng trần nhất nhiên mặc áo choàng tắm rất hờ hững đai áo buộc lỏng lẻo quanh eo cổ áo mở rộng về cơ bản chẳng che chắn được gì lệ lâm lâm đứng hình một hồi bỗng nhiên hét thẳng vào mặt anh a à, trần thiện tại sao anh không mặc quần áo trần nhất nhiên lúc đầu cũng ngẩn người nhưng vì tiếng hét của cô nên anh mới định thần lại anh ngâm mình trong bồn tắm không mặc quần áo là chuyện bình thường. Tại, tại sao anh lại ở đây ngâm bồn tắm? Đây là nhà anh, anh ngâm mình trong bồn tắm nhà anh thì có vấn đề gì sao? Hình như không có vấn đề, nhưng tại sao lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề? Lệ lâm lâm vô thức lùi lại một bước, không cẩn thận đụng phải mép giường, bắp chân cô đau đến nỗi không đứng vững, trần nhất nhiên nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Lệ lâm lâm giống như bị điện giật, muốn đẩy anh ra. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, siết chặt cổ tay cô, "Em đừng nhúc nhích, anh không có mặt gì bên trong đâu." Chương 40 Bạch Liên Hoa. Áo choàng tắm trên người Trần Nhất Nhiên không có nút, chỉ có đai lưng buộc ngang eo, nhưng nó lại được buộc một cách lỏng lẻo, dường như chỉ cần đụng nhẹ là có thể rơi. Lệ Lâm Lâm sợ nổi mức không dám nhúc nhích, nếu như lát nữa áo choàng tắm thật sự rơi ra thì chuyện này khó mà kết thúc. Trần Nhất Nhiên thấy Lệ Lâm Lâm yên lặng mới buông tay cô ra anh vừa định mở miệng thì cô đã chạy như bay ra ngoài, nhìn rất giống một con rắn dài 100 mét đang dí theo một con thỏ. Trần Nhất Nhiên Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Trần Nhất Nhiên đứng tại chỗ một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn bộ nội y mình đặt trên giường. Lâm Lâm đến đây lấy cái này ư. Lệ Lâm Lâm đúng là tới lấy một số thứ mình chưa thu dọn, nhưng cô lại không ngờ Trần Nhất Nhiên lại chuyển đến đây, còn ung dung đi ngâm mình nữa chứ. Lúc đó cô bị sự xuất hiện của Trần Nhất Nhiên làm cho kinh ngạc, nên không để ý xung quanh, bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như cô nhìn thấy nội y của mình nằm trên giường của Trần Nhất Nhiên. Chắc chắn là Trần Nhất Nhiên đã lấy nó ra khỏi tủ, anh ấy biến thái thật đấy. Lệ Lâm Lâm đứng ở cửa thang máy, nhất thời cảm thấy mình đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô muốn quay lại lấy đồ của mình, nhưng cô không muốn gặp Trần Nhất Nhiên, mà nội y thì cũng không thể để hoài ở đó. Thôi, bỏ đi, đợi ngày mai Trần Nhất Nhiên đi làm, cô sẽ nhân cơ hội này để lấy nó về trần nhất nhiên ở trong phòng cũng đang tìm cách giải quyết món đồ của lệ lâm lâm cô chắc hẳn sẽ còn quay lại đây nhưng ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp căn nhà anh không thể nào để món đồ này ở bên ngoài cho người ta thấy trần nhất nhiên suy nghĩ một chút sau đó lại cất nội y vào trong tủ còn đặc biệt nói với trợ lý ngô rằng ngày mai không được để ai động vào tủ quần áo ngày hôm sau lệ lâm lâm lén lút chạy xuống lầu thừa dịp trần nhất nhiên đi làm tìm cách lẻn vào nhà anh lấy đồ không ngờ vừa xuống lầu đã thấy cửa nhà mở toang, bên trong có không ít nhân viên mặc đồng phục đang dọn dẹp phòng khách. Lệ lâm lâm len lén nhìn vào cửa như ăn trộm, làm rầm rộ như vậy, Trần Nhất Nhiên định sống ở đây cả đời luôn sao? Lệ lâm lâm vô thức nhíu mày, ở đây nhiều người như vậy, cô làm sao có thể lấy đồ, chỉ có thể quay lại vào ngày hôm sau. Sau khi cô quay về nhà, Ngô Tuệ và Trần Hy đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn. Thấy lệ lâm lâm từ bên ngoài đi vào, Trần Hy kêu cô một tiếng, lâm lâm, mới sáng sớm cậu đi đâu vậy? Lệ lâm lâm đi tới bàn ăn ngồi xuống, than thở với bọn họ, mình muốn xuống lầu lấy đồ hôm qua làm rơi, ai mà ngờ dưới đó đang làm tổng vệ sinh. Trần Hy cắn một miếng bánh mì sandwich, gật đầu nói, à, anh mình có bệnh thích sạch sẽ, sau khi chúng ta chuyển đi, anh ấy tìm người vệ sinh căn nhà là chuyện bình thường. Không phải. Lệ lâm lâm ngẩng đầu nhìn Trần Hy, anh ấy mang hết hành lý đến đây, chắc chuẩn bị ở lại ngân loan đấy. Khụ, Khủ. trần hy đột nhiên bị sặc bánh mì trong miệng vội vàng che miệng ho khang hai tiếng chắc không phải đâu chuyện thật một trăm phần trăm trần hy giật giật khóe miệng là bởi vì chúng ta không tình nguyện chuyển ra ngoài cho nên anh ấy mới chuyển đến đây giám sát chúng ta no không thể nào ngô tuệ nghe trần hy nói như vậy thì lập tức hoảng sợ vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên nhìn thấy tổng giám đốc trần sao cô không muốn so với giáo viên chủ nhiệm, thì tổng giám đốc Trần Chính là người không ai muốn nhìn thấy nhất. Cậu yên tâm, bình thường anh mình rất bận, không phải ngày nào cũng ở nhà đâu. Trần Hy vỗ vỗ vai ngô tuệ như để trấn an, nhưng sau này chúng ta không thể cùng mấy anh trai ở dưới lầu ăn tối và ca hát được nữa, chỉ có thể canh lúc anh nhất nhiên không có ở đây. Anh ấy dựa vào đâu mà muốn quản chúng ta? Chúng ta đều đã trưởng thành, đến một cuộc sống riêng tư cho bản thân cũng không có nữa. Lệ lâm lâm hỏi ngược lại Trần Hy. Trần Hy nhìn cô, đặt ly sữa trong tay xuống, cảm thán nói một câu, thật không nhìn ra nha lâm lâm, cậu muốn nổi loạn với anh ấy. Không phải mình nổi loạn, mà là cậu quá nghe lời anh ấy. Lệ lâm lâm xếp vài lát bánh mì sandwich lên nhau, cắn một miếng thật lớn, đâu phải lời nào anh ấy nói ra cũng đúng. Chúng ta không nên răm rắp nghe theo. Nhưng anh ấy sẽ mách với ba mẹ mình. Trần Hy mở miệng nói lệ lâm lâm. Ồ, thôi, đừng để ý anh ta nữa, hôm nay còn phải lên núi Du Tiên ghi hình cho chương trình, màu ăn xong để còn chuẩn bị. Ngô Tuệ ở bên cạnh thúc giục, à, còn chuyện này nữa, hai ngày trước lại có một chương trình giải trí liên hệ với mình, nói muốn mời cậu tham gia. Lệ lâm lâm vừa ăn vừa nhìn Ngô Tuệ, chương trình giải trí về cái gì? Một chương trình giải trí về tình cảm, đã phát sóng được một mùa, danh tiếng cũng không tệ nhưng mình nghĩ cậu hiện tại chủ yếu phát triển ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nên cũng không cần tham gia quá nhiều chương trình giải trí. Lệ lâm lâm đáp, vậy cậu xoắn suýt như thế làm gì? Ngô Tuệ thở dài một hơi, nói, bởi vì bọn họ cho tiền nhiều lắm. Lệ lâm lâm bây giờ đang rất hot, danh tiếng lại tốt, trong Miu In Úc cũng thu về không ít fan, bởi vì như thế nên một số chương trình giải trí luôn muốn tìm lệ lâm lâm. Ngô Tuệ đã chọn lọc kỹ càng, cảm thấy chương trình giải trí về tình cảm là có chất lượng tốt nhất nhưng tuổi tác của lâm lâm vẫn còn nhỏ cũng không vội tìm đối tượng để yêu nhưng mà bọn họ thật sự cho các cô nhiều tiền lắm vậy thì đi chứ sao lệ lâm lâm nói nhưng trước tiên cậu phải hỏi nam khách mời là ai có thể không nổi tiếng nhưng nhất định phải đẹp trai để mình hỏi lúc lệ lâm lâm đang trên đường đến núi du tiên thì nhà của trần nhất nhiên cuối cùng cũng dọn dẹp xong trợ lý ngô gọi điện thoại thông báo cho trần nhất nhiên anh ta còn gửi một đoạn video để anh kiểm tra ừ không tệ trần nhất nhiên xem hết video sau đó đáp lại một câu đơn giản trợ lý ngô hỏi anh qua điện thoại mật khẩu cửa có cần đổi không ạ à? không trần nhất nhiên trả lời không chút suy nghĩ cứ để như vậy vâng tổng giám đốc trần phải rồi không có ai động vào tủ quần áo đúng không không có lúc bọn họ dọn dẹp phòng ngủ tôi luôn đứng bên cạnh quan sát được rồi cậu trở về công ty đi vâng tổng giám đốc trần trợ lý ngô tắt điện thoại đóng cửa nhà rồi rời khỏi sau khi trần nhất nhiên về nhà điều đầu tiên anh làm là mở tủ quần áo ra kiểm tra nội y của lệ lâm lâm vẫn còn nằm chỗ cũ chưa có ai động vào xem ra em ấy vẫn chưa quay lại đây lấy nó về trần nhất nhiên chìm trong suy nghĩ anh đoán nếu lệ lâm lâm muốn vào nhà nhất định sẽ canh lúc anh đi vắng vậy nếu anh để nó trong tủ quần áo, lỡ em ấy không tìm được thì làm sao đây? nhưng nếu anh để nó ở nơi dễ nhìn thấy, thì anh lại giống một kẻ biến thái. thôi thì cứ để nó ở trong tủ quần áo, lúc trước em ấy để nó ở chỗ nào, thì lần sau chắc chắn sẽ tìm lại chỗ đó. trần nhất nhiên nghĩ đến đây, liền đóng cửa tủ quần áo lại. chuyện đến đây đã được hai ngày, đêm nào anh cũng chú ý đến động tĩnh của nhà đối diện, nhưng nhà đối diện lại không có động tĩnh gì anh cũng đã suy nghĩ xem có nên đi lên tìm các cô nói chuyện hay không, nhưng khi nghĩ đến thái độ của Lệ Lâm Lâm đối với mình, anh lại muốn để cô bình tĩnh thêm vài ngày. Cứ như vậy cho đến tối ngày thứ ba, Trần Nhất Nhiên mặc đồ ở nhà, chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ dùng hàng ngày. Thang máy đang từ tầng 1 đi lên, trùng hợp dừng lại ngay tầng 23. Trần Nhất Nhiên vô thức nhíu mày, anh thật sự không muốn gặp mấy anh chàng ở nhà đối diện. Sau khi cửa thang máy mở ra, quả nhiên gặp phải lục duệ châu sống ở nhà đối diện mà chuyện tồi tệ hơn nữa là lệ lâm lâm đang đứng bên cạnh lục duệ châu hình như hai người vừa mới mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu một người thì cầm một thùng sữa còn một người thì cầm một túi đồ ăn vặt trông rất giống đôi tình nhân đi dạo ở siêu thị suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu trần nhất nhiên liền cảm thấy không vui anh chuyển tầm mắt từ lục duệ châu sang lệ lâm lâm vẻ mặt bình tĩnh hỏi cô tại sao hai người lại ở cùng nhau tại sao bọn em không thể ở cùng nhau lệ lâm lâm và lục duệ châu bước ra khỏi thang máy như thể không muốn nói chuyện với anh trần nhất nhiên thấy cô đi đến trước cửa nhà đối diện lập tức bước lên ngăn cản em đi đâu vậy lệ lâm lâm ngước mắt nhìn anh khẽ cong môi đi qua nhà bạn làm khách bạn trần nhất nhiên cười lạnh một tiếng từ khi nào mà em trở thành bạn với cậu ta em kết bạn với ai cũng không cần báo cáo lại cho anh anh đi coi mắt cũng đâu có nói với em lệ lâm lâm nói đến đây bỗng nhiên nhìn anh từ trên xuống dưới, tại sao ngày nào anh cũng ở nhà hết vậy, anh không cần đi hẹn hò hả? Hẹn hò. Hai chữ này đâm trúng vào dây thần kinh nhạy cảm của Tổng Giám Đốc Trần, ý của em là hai người đang hẹn hò. Lệ lâm lâm giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nói với Lục Duệ Châu, chúng ta đi thôi Lục Duệ Châu, khoảng cách thế hệ giữa chúng ta và anh ấy quá xa. Ừ, Lục Duệ Châu gật đầu với cô, sau đó vòng qua người Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên trầm mặt hai giây, vừa định ngăn cô lại thì cửa nhà phía đối diện đã bị mở ra. Một cậu nhóc ló đầu ra ngoài, thấy người đứng ngoài cửa là Lệ Lâm Lâm và Lục Duệ Châu thì vui vẻ nói, anh hai, chị Lâm Lâm, hai người cuối cùng cũng về rồi. Hai anh chị có mua món gì ngon không? Cho em xem với. Cả ngày chỉ biết mỗi ăn. Lục Duệ Châu đưa thùng sữa trong tay cho cậu nhóc, nói với nó, tự đem cất đi. Lục Vũ Hiên nhìn thùng sữa, vẻ mặt có chút ghét bỏ, sao anh lại mua loại này? Em uống sắp ngán đến tận cổ rồi. Lần sau có thể đổi sang loại khác được không? Vậy thì em tự đi mua. Lục Duệ Châu thay dép lê, cầm lấy túi đồ ăn vặt trên tay Lệ Lâm Lâm, để tôi cầm cho. Trần Nhất Nhiên thấy Lệ Lâm Lâm cũng chuẩn bị thay giày để vào nhà, liền bước nhanh về phía trước gọi cô. Lâm Lâm, anh có chuyện muốn nói với em. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn anh, chuyện gì? Trần Nhất Nhiên không trả lời, Lục Duệ Châu nhìn anh, hiểu chuyện bước vào nhà, tôi vào nhà cất đồ trước. Lục Vũ Hiên nhìn Lục Duệ Châu đi vào phòng khách, sau đó lười biến dựa vào cửa, nhìn chầm chầm vào Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm. Trần Nhất Nhiên nhìn nó, rồi nói với Lệ Lâm Lâm, ở đây không tiện nói chuyện, em đi cùng anh. Lệ Lâm Lâm còn chưa lên tiếng, Lục Vũ Hiên đã kéo tay cô, sau đó bắt đầu làm nũng, chị Lâm Lâm, chị đã hứa hôm nay sẽ chỉ em làm bài tập, anh trai em không học giỏi bằng chị, nếu chị không dạy cho em thì em biết đi tìm ai bây giờ." Lệ Lâm Lâm vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, nói với Trần Nhất Nhiên, "Nói ở đây đi, em còn phải chỉ Lục Vũ Hiên làm bài tập." Trần Nhất Nhiên nhìn sang Lục Vũ Hiên, thằng nhóc đang làm mặt quỷ với anh, vẻ mặt vô cùng khiêu khích. Trần Nhất Nhiên, anh thấy nó không giống cần người khác phụ đạo. "Chú nói sai rồi, có rất nhiều câu hỏi cháu vẫn chưa hiểu." Điện thoại của Lệ Lâm Lâm bỗng vang lên, cắt ngang những gì cô định nói. Cô lấy điện thoại ra xem, là đạo diễn đào giả gọi đến, chắc là bộ phim có tiến triển mới. Em đi nghe điện thoại. Lệ lâm lâm đi lên phía trước mấy bước, quay lưng về phía Trần Nhất Nhiên và Lục Vũ Hiên. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, thì giọng nói đầy phấn khích của đào giả truyền vào tai cô. Cô Lệ, treo lơ của bộ phim sẽ được phát sóng vào tối nay. À, à, trước hết anh hãy bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Tôi sẽ hít thở thật sâu. Đào giả ở bên kia điện thoại, thật sự đã hít một hơi thật sâu, tại tôi hơi khẩn trương, cô cũng hiểu mà đúng không? tôi hiểu, tôi hiểu. lệ lâm lâm bên này đang trò chuyện với đào giả, trần nhất nhiên nãy giờ đứng tại chỗ, cùng với lục vũ hiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhóc con, cháu có bài tập đúng không? chú sẽ chỉ cho cháu. lục vũ hiên trợn trắng con mắt, rõ ràng là ghét bỏ anh, cháu mới không cần chú dậy, cháu chỉ cần chị lâm lâm thôi. ô, trần nhất nhiên cười lạnh một tiếng, đuôi cáo lộ ra rồi này mục đích cháu tìm Lâm Lâm, không phải là muốn em ấy giúp cháu làm bài tập. Cháu nhờ chị Lâm Lâm làm gì, thì đâu có liên quan gì đến chú, chú già. Cuối cùng anh cũng hiểu được tâm trạng của cậu Trần Túy khi đối diện với anh rồi, nhóc con, đừng có ở trước mặt chú dở trò, mấy chiêu này của cháu, chú đã xài qua hết rồi. Lục Vũ Hiên liếc mắt nhìn anh, đột nhiên hức một tiếng rồi khóc nấc lên, tốc độ rơi nước mắt chỉ tính bằng dây như thế này, thì đảm bảo ảnh hậu lư sẽ không có cửa đuổi kịp. Trần Nhất Nhi ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của Lệ Lâm Lâm ở phía sau truyền đến, Lục Vũ Hiên, em bị sao vậy? Khi Lệ Lâm Lâm vừa cúp điện thoại, cô liền nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của Lục Vũ Hiên, cô vội vàng bước lên an ủi, sao vậy? Sao em lại khóc? Lục Vũ Hiên hít mũi một cách đáng thương, vừa rơi nước mắt vừa tố cáo với Lệ Lâm Lâm, chị Lâm Lâm, chú ấy thật hung dữ, chú ấy mắng em. Hu hu. Trần Nhất Nhiên, nhìn thấy lục vũ hiên khóc thảm như vậy lệ lâm lâm tức giận quay đầu hỏi tội trần nhất nhiên học sinh tiểu học mà anh cũng hung dữ là hung dữ cái gì hay anh bị mắc bệnh tổng tài trần nhất nhiên nhíu mày nhìn thằng nhóc đang khóc ở đằng kia anh không có hung dữ với nó nó đang đóng kịch với em đấy hức hu hu lục vũ hiên nghe anh nói như vậy khóc càng thảm thiết hơn chị chị lâm lâm chị đừng tức giận tất cả đều là lỗi của em đều do em không tốt nên mới khiến chú ấy tức giận chị đừng trách chú ấy hức hu hu trần nhất nhiên khá lắm anh thật sự chưa từng dùng qua chiêu này tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo